như cái mâm. Rồi sống ăn cơm đàn. Cơm ăn cơm thịt gan nha. Hay là cá kho. Hello chị Hương Tiên. Hello mọi người. Phải không chị yêu ơi? Cái này bán ra đỡ không? Xe có một bá tên ông Liên. Chị xe rồi trời. Xuống thịt kêu hôn đi mẹ ơi. Hello chị Phương Anh Trần. Mọi người ơi, bữa nay em siêu xả bộ giấy rồi. Ồ, anh lèo đẹp cái này. Bông đẹp quá. Ủa, rồi cười vụ gì vậy? Ok em, bộ đang mặc một ít. Rồi mọi người ơi, cho lấy chim phụ em mấy cục vàng nha. Hôm nay là bán giá siêu tặng cho mấy chị gái nha. Đó. À, ngày hôm qua mình tặng có thịt thịt đó đi. Bữa nay mình tặng gì đi? Vậy là nửa cái khu gà đi, bữa nay tặng khu gà đi nghe mấy chị. Ngày hôm qua là tặng ơi cái điện thoại kia đầu đi chị, đi chị chia sẻ. Ở biết chia sẻ không nữa. Không biết chia sẻ sao ngày hôm qua trúng thưởng. Chị chia sẻ. Đúng không, làm trúng nữa. Có là vậy. Còn nghe chị ngăn chặn xe lửa còn chị 35.000. Còn bộ AT 2X hả chị? 2X lửng hay dài? 2X lửng hay dài chị? Thôi chết trực tiếp tắt nghe để nó đưa vô mấy cái đầu lao đó. Xe lửa còn nghe chạy, còn giữ đơn không còn. Bộ đang mặc nhiêu hơn, bộ đang mặc mấy nay mấy chị gái nha. Thế dạ. Dạ. Đó quỷ đâu ta? À. Ai tên? Anh Tâm nè, tối đóng vô cùng hàng luôn mà. Tối hôm nay kia tao đóng vô luôn hai mày gì đó. Kêu chung đơn mà. Nhét vô mà. Mày đi mà hỏi Thi coi, tao chỉ không biết nè. Tối kêu nhét vô trong cái bọc đúng không? Lấy trong bọc ra phải không? Dạ em vậy không? Ừ, tối kêu nhét vô luôn á. Hỏi ra. Lấy cho cái bọc đó không? Mua đồ sao không bán vị shop? Chị Gia Nghi không bắt máy. Bữa sau đặt tiếp đòi lên thun giấy gọi điện chốt đơn. À, nói lộn số. Chị nghe giùm em nha. Rồi hết dài không biết còn không nha. Vậy hả Trang Ngọc? Ồ ồ, quên mất tiêu luôn, ngoại ơi. Quên mất tiêu luôn chị ơi, bây giờ mới nhớ mày vậy sao bà không điện em trước. Hello chị yêu Phạm Tím đưa khô gà cho em. Chị ơi bà có cho lộn số không nè, rồi điện thoại là nói lộn số rồi làm sao tụi em chút lên được. Ngày nào điểm nghe máy nha. Tới hồi ngày sau vô chị chọn giấy thêm. Chọn giấy thêm đó, hồi bên em điện nói là lộn số. Nó nghe máy thì lộn số. Chị anh Tiến Nguyễn Thị ơi, nó nghe là chị, đồ ngủ không biết có sai 65kg không. Nhưng mà em đăng cho đã mới chị nghe, cái cục hàng nó thấy chưa về tới em luôn. Vui ghê. Em vui ghê, quý vị ơi, bây giờ là hình như 65kg chắc có chị. Rồi bên đây xem giấy hương, có xà bông, tắm nghệ không, có nghe chị khơi giỏ rồi. Mua trả tiền mà sao tới chưa bao giờ nó không phải vậy. Nói lộn số hiểu không? Nè chị, em có nói chị mua không trả tiền đâu chị ruột. Bên em điện chốt đơn có nghĩa là gì nè mấy chị nè. Đây nè chị, đây chị cho em số điện thoại nè. Rồi bên em điện tới là cái người nghe máy á chị nè, cái số điện thoại vậy nè. À, 0358 531 754.
bên em điện tới người ta nói lộn số chứ em đâu có nói gì đâu tiền, nói gì đâu mà nói bán lấy tiền không lấy tiền gì chị ruột, tất nhiên phải lấy tiền rồi. Nghe là nó phát đi, ok chị Thanh Thanh, đợi em xíu nghe, mặc đồ nhìn cưng lắm, cảm ơn chị Dung Dương nè. Rồi mấy chị gái nghe, đây mấy chị hôm nay em chơi lớn đó, đây mấy chị, hello Nga Nguyễn nghe. Hôm nay em sẽ tặng mọi người, một là bịch ngũ cốc, hai là nửa cái khu gà, chị nào thích cái nào lấy đó nè. Uống ngũ cốc thì lấy ngũ cốc nha, ăn khu gà thì lấy khu gà nha mấy chị đó. Hôm qua em tặng có xay rồi, bữa nay mình tặng cái mới lạ hơn nha mọi người. Mấy chị mua hàng mấy chị phải cho em trúng số, mua ai với là Phật à, rồi lộn số rồi sao chốt được mấy cục vàng đó, đúng không? Chứ em đâu có nói gì đâu mà sao chị nói mua trả tiền hay không trả tiền chị gột ơi. Trời mọi người ơi, cái gì ngày nãy chị kia hỏi gì người ta có gì có gì dài hay ít. Rồi chị kia nãy hỏi mình có gì không nè, quên nè. Có xà bông cắm nghệ không? Có xà bông cắm nghệ cục 20. Cắm nghệ là mình chị mà kiểu như mình bị ngứa ngáy trong người mọi người, bị ngứa bị này bị kia mọi người nghe đó, là ấy nha. Đây hello Thành Phúc Thắng Qua nè, bữa nay Thành Phúc Thắng Qua mà lấn sân vô sau biết TikTok luôn chứ. Sai số rồi, bởi vậy chị cho em số sai là do chị cho chứ đâu phải bên em biết đâu mà lấy chị ruột nữa nè. Số điện thoại là mấy chị cho đó, còn bên em đâu có bấm số điện thoại đâu biết, nên chị cho mua đồ nhớ cho đúng số giùm em nha. Không trúng hả? Bà chia sẻ đi coi bữa nay trúng sao. Rồi cắm nghệ là cục 20 nha, cắm gạo là hai cục 25. Hai cục 25 nghe, cục vàng đây nó bà muốn bận ở lộn mấy gì lấy. Đó. Dép xe có 40.000 đôi nè, còn ít đôi nè mấy chị ơi, có ai mang nha. Mày 37 nè. Rồi, dễ thương quá nè. Đó, ai có mang mấy chị xây 37 40.000. Hello chị Hạnh Phúc Thắng, hello Hạnh Phúc Thắng Qua nha. Rồi mọi người ơi, yêu thương chia sẻ lên chị mua em mọi người nghe. Đó, 40.000 đôi dép. Mọi người chia sẻ mình mạnh đi, bắt đầu em hôn tặng cho mấy chị. Vậy. Đâu rồi, cái nào có rất lẻ lẻ nữa, tụi em giục ra đây nó kêu rồi. Đây lẻ lẻ đó hả? Rồi cái bà này điện không gái luôn ha. Đi rồi đó nghe, chị lại gấm gian ơi. Đơn em hồi sáng đi rồi luôn á. Đi luôn hết chân đó. Mọi người điện xong là em ăn cơm là em lên like đó mấy chị nghe, là xe nó lên đó, em cho nó lên xe rồi xong em lên ăn cơm đó. Em cho nó lên xe là em ăn cơm đó mọi người. Em ăn cơm xong rồi em thật sự quốc tế xong rồi em mới lên like đó mọi người. Rồi mọi người ơi, mấy chị hôm nay nghe, vậy nào ăn khô gà thì mình trúng khô gà. Vậy hả chị Lê Tiền? Đợt này lâu hả? Rồi đem kiểm tra nha. Ba chị Hồng và 155.000. Ba chị Hồng 155.000 nha chị Dinh Dưỡng ơi. Chia sẻ trúng cái gì? Chia sẻ mình ngẫu nhiên trúng được một người, trúng được bịch khô gà. Rồi chị gửi cho rồi à, cho gì? Rồi ngũ cốc Navan. Hoặc là mấy chị có thể lấy bộ đồ em ăn mặc cũng được. Hello Thái Dòng Quát nha. Rồi gì dép quai kẹp 5 phân hương là gì chị? Không, em có bán dép nha, không có chiên về dép nha mấy chị nha. Tại cái này em thấy là hot mấy chị nên em lấy về em bán nha, em không chiên dép. Hôm qua mới mua xong giờ là thấy đồ đẹp nữa. Còn 36 lấy 2 đôi, ok chị Lê Thảo, 26 2 đôi nè. Đồ đang mặc hả mấy chị nha, hôm nay em sẽ sale cho mọi người hết trơn luôn, đồng giá sau lưng nghe mọi người nghe. Đó. Mấy chị nhớ xe lê chim mụn em mấy chị. Gì? Đồng giá bộ đăng mặt sau lưng em hết trơn luôn mọi người nghe. Đó mấy chị siêu xả cho mọi người. Bán nhiêu mấy chị cho em số đẹp đẹp coi. Đó. Hello chị Dung Ngọc nha. Gửi đồ rồi hết trơn rồi mọi người. Đó. Rồi mọi người nghe mấy chị, bộ đăng mặt đây xe đồng giá 199 luôn. Có 75 kg luôn. Cho em hai loại, cho em hai loại xà bông chị ơi, loại nào loại nào em lấy loại nào? Trời ơi, hồi quýnh bà Nga Nguyễn này chắc văng con chim quá. Hai loại xà bông nè, con này 20, cái này hai cục là 25.000. Em chào chị Tiên Nguyên nha, em lắm mọi người ơi. Bởi vậy mày Dung mua chưa? Tròn do bữa nay em mập quá mọi người ơi, bây giờ sao mà cho nó ốm bớt nè mấy chị ha, không cười cái mặt cũng mập, mầm cười mặt mập hơn.
Đúng sai rồi. Mập quá ha. Ông Thiện này ông làm sao mẹ mập quá mấy chị. Rồi mấy chị có số lớn nha. Rồi dép 40 ngàn đôi, chị nào lấy chốt nha. Dép gì có 40 ngàn mấy chị nghe. Cái này không có chia nhà dép mà tại vì em mang mấy chị. Nay gì nè, em mua người ta tới 99 ngàn một đôi. Mà thật sự mà ngồi nghe em rất là thích mẫu này. Em lấy tới mấy đôi mang lận. Mà em mua một mình mấy chị gái nghe, phí ship nó cũng hình như là hai đôi hay ba đôi đó, một miễn ship á. Mà 99 ngàn lận. Em đem về em bán một người 65 ngàn. Em mang ngủ gặm ho còn. Rồi hôm bữa đó đi. Rồi kẹo ho còn nghe chị ơi. Kẹo ho bữa nay em bán tặng mấy chị gái nha. Tặng luôn. Đây mấy chị nghe, bộ mặt bữa nay có ngắn có dài mà ngồi nghe xe đồng giá. Bữa nay em bạn hơi rộng nè. Rộng quá nè. Ok chị Vinh tặng một đôi 36 40 ngàn. Cảm ơn chị Nguyễn Ti nha. Chị Lâm okay. Tiền với bộ đăng mặt nè. Rồi kẹo ho bình thường em bán 3 hộp 55 ngàn. Bữa nay em bán cho mấy chị nè 4 hộp 55 ngàn, như là bán 3 hộp tặng 1 hộp nè, 55 ngàn 4 hộp. Chị em lấy comment giùm em liền. Dạ em cảm ơn chị nha. Cám động nguyên lắm, 115 ngàn. Chị Hiền Khanh ơi, bộ mặt chị bạn không vừa nghe. Bộ đăng mặt của chị gì nè, Lâm Tiền rồi nè. 99 ngàn mọi người nghe, nó có sai. Ok, hạnh phúc tháng qua nè. Ok, hạnh phúc tháng qua. Chị đúng thường mới ở mười mấy năm đó chị nghe. Sai gì, sai được hai người là mình bỏ dép mình chạy mất tiêu rồi chị ơi. Đúng là mấy cục vàng. Rồi chị Hiền Khanh ơi, đây nè. Mấy chị ơi, em bao đẹp mấy chị, chỉ cần chia sẻ mạnh mạnh là mọi người mua đồ giá rẻ nha. Đó, đây nè, chị Hiền Khanh bạn size này mới vừa nè, size 3 nè. Rồi lấy comment vàng giùm em nè mấy chị ơi, mã 1 đi. Mã 1 99 ngàn nha mấy chị ha. Đó, trong đây nó có quần màu, có quần đen, có thì lộn xộn kệ đi mấy chị ha. Tại vì em mà khi đã dọn kho rồi thì mấy chị yên tâm. Bộ này hồi trước bán 125 ngàn, 130 là rẻ rồi. Lấy chị hay rồi, có chi, ok. Thuốc khớp một lớp 195 ngàn nha chị Hoa dạy rồi. Ba chi hồng. Rồi chị em nào lấy chốt mọi người nghe, ta comment ba chi hồng nó hỏi. Rồi mã 1 á chị ơi. 65, 67 lại dùi em mấy chị gái nha. Đây giấy nè, đẹp chưa mấy chị. Rồi mã 1, 99 nha. Đây mấy chị, đẹp chưa đó. Rồi 65, 67 lại vừa. Cái mã 07 nè, 07 mọi người nha, 99 ngàn mã 07 giùm em. Này đó. Nhiều sai mấy chị, nghe xuống ký nha mấy chị ơi. Rồi chị xài kem gì mà trắng vậy chị? Em xài kem body đó, body của chị rồi. Tiên lấy body của chị xuống cho mấy chị coi. Gần hết là tối nay chị chọn cưng hợp, chị hợp luôn nghe Tiên. Chọn hai đứa mình lượt luôn. Có thời gian để chọn không? Xong chọn mày chịu hết kem rồi nè. Có quần dài luôn chị. Ok chị Hiền Khanh nè, chị Hiền Khanh lấy cái bộ vàng nè. Bộ vàng với lại sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt là lấy chị cục 30 ngàn nha. Vàng là số 3 đó chị Thanh Thanh ơi. Ok, 07 chị Thái La nè. Đây mọi người, kem em Hương sức nè. Mà em có chọn kích trắng mọi người nghe. Hũ kem này là 95 ngàn, em Hương xài 2 năm rồi. Đó, hũ này xài ban ngày. Nhưng mà ban ngày cũng ít sức lắm á chị. Tại vì ban ngày không thời gian thiệt. Chị Thái La có mã 07. Đây nói vậy nha, nó này ban ngày. Này ban đêm. Mà nhưng mà mấy chị muốn sức ngày đêm về chung với nhau lộn xộn cũng được nha. Nó không quan trọng á chị nha. Rồi vàng người ta lấy rồi chị ơi. Rồi muốn nhanh trắng thì chọn cái trắng giùm em nè. Mấy chị đem về thử nha. Đây. Ồ ồ nó thơm mấy chị. Y chang là cái nước trái cây gì đó mấy chị nha. Đẩy lị làm từ thành phần trái cây không à. 35 ngàn chọn vô. Lấy mình 4 bộ giấy 75kg đi hả. Rồi để nào 75kg em lót cho. Ok chị Hiền Khanh. Rồi cái hũ kem là 95 ngàn. Kích trắng là 35 ngàn. Chị coi em sức. Cái này em sức ban đêm không nghe chứ ở cái thời gian sức ban ngày lắm mà ngồi nghe, nhưng mà ở ngoài em trắng hơn ở trong rất là nhiều. Bảy tao lấy rồi chị ơi. Vàng hết rồi nghe chị ơi. Chút ơi, nó có, chị ơi nó đủ đây nè vàng còn bộ này giống không? Giống không? Giống. Rồi vàng cho chị Thanh Thanh bộ nha. Ok cho Thanh Thanh. Rồi lấy comment 03 giùm em mà ngồi nghe, 99 ngàn bộ nhớ xe lê chim hộ em nha. Ôi ôi mấy chị đẹp cái nè. Rồi. 07 65 ký phải không? Đúng rồi nghe chị Thái La. 07 là 65. Rồi cái này là 65 ký giùm em. 65 67 lì vừa. Chơi mã 03. Ồ màu kêu đẹp quá. Ôi ôi mấy chị. Lấy đồ dài mà cổ tròn ha.
75 kg hả? Đây từ từ em bóc lên em gặp số 4, số 5 gì đó cho chị đi coi. Ok chị Lệ, cái trắng 35, cái trắng này mới chị là trộn kem vô kem nào cũng được hết trơn nha, không thằng thấy vô kem của nhà em nha. Không bay chị Thái La luôn nè. Ok chị Thái La. Vàng chị Thanh Thanh có rồi chị ơi. Rồi 05 giùm em mấy chị gái nha. Ồ đẹp chưa mấy chị? Đó, 05 là màu cà rốt nha. Rồi cái này là quần chính tắc mọi người nghe, cái nào quần dài em báo quần dài nghe, trong đây nó có dài lẫn lộn xộn. Em sale đồng giá cho mọi người là 99.000 nha mọi người nha. Đó, quá đẹp luôn. Và nhớ giùm em là trong đây nó có là dài lẫn và nó có là cả cô tung Thái và cô tung Mịn lộn xộn mọi người nha. Đó. Rồi lấy 03, comment 03 giùm em. 65 67 là vừa. Đó là không mấy, quên 05. Không nghe, có đó quần màu vàng nha chị, không thấy màu đen nha. Như mẫu về là mấy màu đen nè. Nè, cái nền đen mấy màu đen nha chị ơi. Ừ. Cái quần vàng mà cái nền đen sao coi được, đúng không? Rồi ai lấy comment mã 10. 05 còn 05. Ở bộ xanh riêu là 05 đó nghe bà Phan Phượng ơi. Chắc chị comment bao riêu đó. Riêu là 03, bộ màu này nè, cà rốt này nè, mới 05 nè. Vậy hả? Em ơi, còn 05 nghe hết 03 nghe kìa cục vàng ơi. Thưa chị Phan Phượng có điện ngoài không? Nè. Chị ơi, sale 99.000 còn để nhiêu nữa chị? Sale 99.000 cái này bình thường giá giá sỉ của nó là 110 mấy ngàn một bộ lên nghe, em sale 99.000 rồi còn để nhiêu nữa chị? Chọn bao nhiêu lần vậy Hương? Dạ cái này á, nếu mà chị thích thì chị chọn hết một chai vô một hộp như em là em chơi một chai, có khi em chơi một chai gửi nữa mọi người nghe. Đồng ý sao không? Cái này nó cung cấp độ ẩm cho da, nó giúp da của mấy chị nè mềm mịn, trắng bóng. Và đặc biệt một điều là nó đội bỏ đi những là cái tàn nhang đồi mồi trên da mình nha. Đây mấy chị coi da của em. Trời ngoài trắng hơn nhiều lắm mọi người nghe. Màn hình không có trắng mà ở ngoài đâu. Ở ngoài trắng hơn nhiều. Rồi 03 em hết nghe, còn 05. Sale 99.000 rồi còn bỏ nhiêu nữa chị? Giờ cái này là em không có xỉ. Chị mã đang cộng chị. Rồi kìa nào lấy bộ này chứ mà 05 nghe, 05 là cà rốt giùm em. 03 hết 05. Rồi. Rồi bộ này số 10. Size 3X mọi người nghe, 65, 67 là vừa. Số 10 giùm em. Nên thiện chốc đơn chị Nghĩa. À, lấy số 10, comment số 10 mọi người ơi. Ở cái này giống cái đó không? Hay là khác? Giống hay khác khác không? Không, không thấy im vô. Rồi mấy chị ơi, 65, 67 là đẹp giùm em ha. Rồi cho em mã 02 nè. Đó, 02 là quần màu luôn nè. Chị nào lấy 02, comment 02 mọi người nghe, 99.000 một bộ mấy chị gái nha. Đó, giấy siêu đẹp em luôn. Chốt mã mấy chị ơi. Có khác không? Có nha chị Hiền Thanh ơi. Rồi 06 mấy chị gái nha. Ôi ôi mấy chị đẹp quá nè. Không có dao cậu gâu, không chị em đâu có dao cậu gâu. Ok chị Thị lại một kích trắng thêm nè. Rồi chị nào lấy comment 06 mọi người nghe, 06 là quần xanh đậu mấy chị nha. Ba bộ mặt đã, cảm ơn chị Ngọc Phương nha. Rồi chị em lấy 06 mọi người ơi. Đẹp á. Đó, 06 giùm em, 06 cái nền hoa cực kỳ đẹp nè. Đó, ai lấy 06 chứ 06 giùm em. 99.000 mã 06. Bắt đầu rất hay bỏ nha. Rồi mấy chị, 65, 67 là vừa, bộ này quần dài nha. Chơi mã 26, 02 chị Thanh Thanh nè. Ok chị Thanh Thanh. Rồi 65, 67 là vừa, mã 26 giùm em nè, 26 quần dài. Đây 26 quần dài nha mọi người nha, ai lấy 26 chứ 26 giùm em. 26 là quần dài mấy chị. Này đẹp đó nha. 26. Ok 26 chị Trinh Đặng nè. Ok Trinh Đặng. Đây nè. Rồi 65, 67 lại vừa chứ mã 2 mấy chị ơi. Mã 2 em nghe quần có viền. Mã 2 này là quần chính tắc mọi người nha. 65, 67 đâu lại vừa, ai lấy comment mã 2 giùm em, 2 quần chính tắc. 60 kg bằng số mấy hả? 60 kg hả chị, 60 kg cao nhiêu? Mã 26 còn không? Hết rồi. Em là tính kiểu như à. Rồi ai lấy comment số 2 mọi người nha, số 2 là quần chính tắc nè. Hai là quần chính tắc. Rồi để bên đó đi nè. Rồi mã 26 hết rồi, người ơi. Rồi lấy comment mã 62. 65, 67 lại vừa, mã 62. Đó, chị nào lấy 62, chút 62 giùm em. 05 cho chị Yến Nhi. Ê, cho coi bộ 05, coi bà nội ơi.
coi mà bấm luôn mới chịu đó chị. 05 đẹp lắm chị, lấy đi chị đẹp. Trời ơi, có sai đại không? Có nghe chị trang chế ơi, em xe cho mọi người là 99 ngàn, trong đây nó có dài có lẫn nghe mọi người nha. Nhưng bộ này là chín mắt nè, 05 này là chín mắt giùm em nha. Lượm đi mọi người, đẹp lắm thiệt, cực kỳ đẹp luôn á chị ơi. 99 ngàn một bộ giấy, giấy phối gì mà có 99 ngàn mọi người nha, quá đẹp luôn. Rồi 05 là Chuyển Nhi, lấy đi Chuyển Nhi ơi. Rồi mã này mã 62. Ok Chuyển Nhi lấy 05. Rồi rồi lấy comment 62 mọi người nha. Đó 65, 67 là vừa quần dài. Quần dài mã 62. 60kg hả? Mà 60kg còn nhiêu? Ok 62 nè, cho chị Tấn Kiệt Yến Nhi nè. Gì bà nội? Sao không nói chuyện không nghe? Ừ ô má đi rồi. Rồi mấy chị ơi, 65, 67 là vừa nè, chứ mã 53. 53 này cũng quần dài luôn. 53 cũng quần dài luôn. Mã 26, 26 đâu hết rồi phải không? 26 hết rồi. Rồi chứ mã 53 đi mấy chị. 65, 67 là vừa mã 53. Chị nào lấy 53, chút 53 dùm em. Ok chị yêu nè. Đợi em chút rồi chị. Rồi mấy chị yêu ơi, áo khoác bây giờ em có phát áo khoác trơn, không phát đính đá nè, chị mua áo khoác trơn hay đính đá. Đây áo khoác nè, không cổ nè. Cái này 115 ngàn áo nè. Anh hai thảy qua đây đưa đủ màu giùm em coi này. Đây áo khoác này là dạng trơn rồi nghe, cô tông trơn. Có túi trong, túi ngoài. Đó. Mà 62 chốt thì chị gọi ngay tính thiển Nhi ơi. Rồi cô tông trơn 65, 67 là vừa nghe mấy chị nha. 115 ngàn một áo. Đó, em có màu xanh nè. Này là xanh rêu bơ nha mọi người nha. Đỏ đô, thôi khỏi khỏi gì được rồi. Xanh đen, ấy lộn đỏ tươi. Đỏ tươi, đỏ tươi, đỏ đô mọi người nha. Vàng, xanh đậu. Đó. Rồi size 3X mọi người nghe, ai lấy chút màu giùm em. 115 ngàn. Đó, áo khoác nha. Dầu lạnh em hết rồi chị Hạnh Nguyễn rồi. Dầu lạnh em hết trơn rồi chị ơi. Rồi mấy chị nghe, 65, 72 cái bằng đẹp nha, quần chính tắc giùm em, cổ tim. Rồi lấy bộ này comment 01. Nó ai lấy 01, chút 01 mọi người nha. 65, 72 cái bằng đẹp 01. Nói chị nào đòi áo phát em lên nó phát liền đó mọi người. Rồi lấy 01, comment 01 giùm em nha. 199 ngàn. Quá rẻ mọi người nha. 53 cho chị Hoa dạy, ok. Ok chị Hoa dạy. Ôi, kéo bà nội lấy cái gì. Đây đây đây, có rồi có rồi. Rồi. Ừ. Áo em bạn cái gì? Bạn áo em xem đi chị, đợi em xíu đi chị. Không Ngọc cho chị Ngọc Như Ý Nguyễn, ok. Ok chị Ngọc Như Ý Nguyễn. Rồi 55, 60 kg bằng đẹp mọi người nha. Chị nào lấy cho em á chị ơi, mã 55. 01 em hết rồi chị. Áo khoác 53 kg là bằng size XL. Ừ chị ơi. Rồi Alex rồi em mới chơi, mã 55. Mã 55 giùm em nha. 55, 60 kg mã 55. 01 hết rồi chị. 01 hết rồi mấy cục vàng ơi. Rồi 55, 60 kg bằng đẹp mọi người nha. Rồi cho em mã 44. Ghi em chị mã 55 nghe đi. Ừ, rồi mã 44 tại có thể số 5 đó. 55, 60 kg bằng đẹp mấy chị, mã 44 giùm em nè. Ồ mấy chị nghe. Đẹp ghê luôn. Ừ. Rồi, 65, 72 kg bằng đẹp mọi người nha. Chị nào không thích bạn ngôn thì 65, 67 kg. Rồi cho em mã 05. Chị Lê Diễm bạn đó hư không? Chị Lê Diễm ơi, chị mua size số 2 giùm em đi. Áo khoác 53 có nghe, chị lấy màu nào? Bộ em đang sale 99 ngàn. Rồi mấy chị gái nha, 65, 72 kg bạn đẹp nè. Rồi comment giùm em bộ này, comment 050. 050 nha mọi người nha. Đó, cho em mã 050, sale cho mọi người 99 ngàn bộ thôi mấy chị ơi. Ừ. Rồi 65 đổ lại vừa mấy chị nha, chứ mã 07 nè.
60 đổ lên mọi người nha, 65 đổ lại vừa. 07 là quần đen, chín tắt mọi người ha. 99.000 bộ mùa ơi, mấy chị mỗi người một bộ đi mấy chị, đẹp quá. Áo khoác 53 kg chị chọn màu gì chị, màu nó cũng y chang vậy đó. Mà chị lấy màu nào thì comment màu kèm size giùm em, 115.000 một áo ha. Đó. Chị nào đó, rồi mấy chị áo khoác 70 kg không vừa chị. Áo khoác này chị nếu mà chị 70 kg là chị cao. Thôi cái này hôm hôm ôm rồi. Số 3 là cân 70 kg phải cao trên 1m60 vừa. 70 kg cao 1m6 thì bạn ôm mới vừa nghe chị Nguyễn ơi, tại cái này không có size 4 nha. Chị 70 kg thường các bạn size 4. Vậy hả? Ừ. Rồi, chị yêu nào lấy bộ này cho em mấy chị ha. Mã 07. 60 65 cái bằng vừa 07 rồi mấy chị. 99.007. Ừ, dễ thương mọi. Rồi 55 60 cái bằng đẹp. Ok, chị thấy là. Rồi cho em mã số 9 nha. 55 60 kg bằng đẹp mã 9 giùm em. Chị mà lấy 9 và mình 9 mấy chị. Mã 9. Mã 9. À, đồ em gỡ chưa? Gỡ rồi mà. Ừ đó có quần dài không hả? Có nghe. Đây quần dài đây nè. Rồi mấy chị ơi, 65 67 là vừa nè, quần dài cái gì nè. Thôi chín tắt luôn. Rồi cho em mã hồng đứt mẹt. Dầu lạnh em hết dầu lạnh nè nghe chị Hạnh Nguyễn ơi. Chị Hạnh Nguyễn em hết dầu lạnh nè nghe. Chị Hạnh Nguyễn ơi em hết dầu lạnh rồi, em hết dầu lạnh rồi nghe chị Hạnh Nguyễn ơi. Rồi nghe rõ không mấy chị? Em trả lời chị này lần thứ 5 rồi đó chị. Chắc máy bên chị nghe không được cái gì. Rồi mọi người nghe lấy comment hồng đứt mẹt giùm em nè. 65 67 là vừa, hồng đứt mẹt. Ok mã 9 thì chị vào Phạm nè. Ok vào Phạm. Dạ chưa chị, tại vì bữa nay em thấy nó nghỉ vậy, đang nữa em kiểm là nghe tại cái quần nó giống 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 nhau nè. Bữa đó chắc là chừng bà hai bà ship cái gì á. Rồi 55 62 cái bằng đẹp mọi người nha. Rồi cho em mã 11. 11 cái quần màu vàng nha mọi người nha. Đây mấy chị. 11 em nha. Chị lấy áo có bông không? Giờ chị ấy áo có bông không? Là gì? Chưa nghe chị ngăn chặn em mô từ từ lên em chưa thấy nè chị. Ừ. Rồi em lấy bộ này chứ mở 11 nha. 55 60 kg 11. Ồ ôi mấy chị nghe dễ thương chưa? Tao bắt chị bảnh luôn giờ dặn cái tôm mất tiêu rồi. Rồi 50 55 kg bằng đẹp mấy chị ơi chứ mở 3. Ở đâu? Bích nào đâu? Đó. Đâu? Thấy đâu? Không thấy này. Rồi 50 55 kg bằng đẹp mọi người nha. Đó, chốt em mở 3 mấy chị ơi, 3 em 99.000. Quần dài hả em cũng không biết nữa này đa số hình như là chủ yếu là quần dính tắt nhiều. Rồi mấy chị nè. Đây nè 75 kg quần dài nè tiên. Một bộ nè. Hồng cho chị Quốc Phú nè. Ok chị Quốc Phú có hồng. Hồng 65 kg đó nè tiên. Ừ. Rồi 65 67 kg quần dài em nha. Chị nào lấy chứ mà em mã 02. Quần dài mấy chị. 65 67 là vừa mấy chị gái nha. Đó, lấy cái quần dài mà áo bông là cái gì em không biết luôn. Quần dài áo bông là cái gì em không biết nè. Chị ơi bây giờ vậy nè, em lên nào ưng thì mua đi mấy chị. Chứ giờ mọi người nói ngồi em không biết gói não nghe. Quần dài áo bông là không biết. Thiệt, đâu có cái nào quần dài áo bông đâu. Không ai chứ chị Lê Diễm nè. Ok chị Lê Diễm. Mấy chị coi sai chốt đi. Ờ mọi người coi bông chốt em đi chứ giờ biết đâu mà lấy cho mấy chị. Rồi mấy chị ơi, 65 72 cái bạn đẹp giùm em nha. Ừ. Đây mấy chị. 65 72 cái bạn đẹp nè. Rồi cho em mã số 4. Rồi mấy em số 4 nha. 11 là quần dài đúng rồi, 11 quần dài với chị Nguyễn Thắm nè. Có gì? Ơ phải. 11 là quần dài nghe chị Nguyễn Thắm rồi chị hỏi cho ngay chốt. Cái hồng đứt mẹ. Nó bắt chốt đây rồi. Ok, không hay cho chị Quốc Phú nè. Ok, chị Quốc Phú. Mã 11 là mã nào? Đâu? 11. 11 ở này nè. Cái gì với bà nội? 02 còn không? 02 hết rồi. 02 hết rồi, 02 chị Quốc Phú đó. Lê Diễm. À vậy hả? Trời ơi. Cái gì mấy bà nội hồi tôi đọc hồi rồi tôi ngáo đá nè. Mã
11 chín tắc nữa rồi. 11 chín tắc mấy chị ơi. Rồi mấy chị ơi. Chị Thấm hỏi á. Cô Phú ơi, comment 02. À, chị Quốc Phú không có 02 nha. 02 là của chị Nguyễn. Chị Lê Diễm. Mấy bà nổi ở ngoài đừng có nhoi coi trời. Số 4 là chứ chị Ngọc Như Ý Nguyễn nè. Rồi mấy chị 65 72 kg bằng dừa hay lâu Thảo Dương. Rồi quần dài nha. 65 72 kg bằng dừa quần dài người nghe chứ mã số 5 mấy chị. Mã số 5 mấy ba người ngồi ngoài là làm khách là quan mang hết trơn á. Tôi cũng quan mang luôn. Cái gì vậy? Đây nè, 11 đây nè. Rồi comment em mã số 5 mấy chị ơi. 65 72 cái bạn đẹp mã số 5 mấy chị gái nghe lấy 5 comment 5. Rồi ngấu đá. 11 cái chính đắc phải không? Chị Nguyễn Thắm lấy chính đắc hay gì? Đưa gì Nguyễn Thắm coi các bạn có lấy không? Kêu là chốt 11 60 cái chính đắc đó. Phải không? Ừ. Là chị Nguyễn Thắm có lấy mã 11 không chị? Chị có lấy mã 11 không? Cái này quần chính đắc chị ơi. Em chào Thượng Nguyễn nha. Rồi lấy bộ này comment mã 5. Đẹp quá. Rồi 65, 67 lại vừa. Chị Hồng Tư em thấy có một bộ đồ nè. Mã 5 cho chị Lê Thị Ngọc Phương nè, cho chị đánh lấy nè. Rồi quần dài mấy chị ơi. Em đang sale 99 ngàn bộ. Rồi lấy bộ này comment 12. 65 mới đẹp mọi người nghe mã 12 giùm em. Chị nào lấy 12 chứ 12. Nó 40 này tiền xuống 40. Rồi mấy chị ơi, 65 67 là vừa nghe. Rồi chứ mã 06, chị Trang thì bạn số 4 mới vừa nghe cho bạn nó số lấy số mấy thì. Số 3 chị Trang thì bạn không vừa đâu. Rồi bộ này quần chín nách mọi người nha. Rồi 65 67 là vừa nè, chứ mã 06. 06 mấy chị nha, 06 giùm em. 12 chứ chị Hằng Nguyễn. Ok cho Hằng Nguyễn nha. Ồ, mấy chị nghe cổ tim luôn nè. Rồi mấy chị 65 67 là vừa nghe. Chị nào phải bận ôm thì 70. Rồi chứ mã 37. Mã 37. Đó. 37 giùm em. 12 em hết nha mấy chị nha. 99.000 đồng giá mọi người nghe chứ mã 37 nè. Đẹp ha, 37 đẹp cực kỳ, tôi để trên vai tôi đi, khi nào bà nào chốt tôi bỏ ra đi để ngoài tàu lao lắm. 37 cho chị Lê Diễm nè, 37 là quần chính đắc nha chị Lê Diễm ơi, coi giùm em nha. Ok chị Lê Diễm. Không, để coi Loan Trần này bán đủ đồ, kiểu gì cũng có, cảm ơn chị nha. Rồi bộ này là quần chính đắc nha chị Lê Diễm ơi, coi giùm em nha chị, chính đắc nè. Chị chịu chính đắc không, chịu ok nha. Đó, chị ok giùm em nha chị Lê Diễm nha. Rồi mấy chị 65 tháng 7 là vừa, thích bạn ôm nha. Là 70kg mọi người nha. Ok, bỏ cái Lê Diễm đi coi. Rồi lấy bộ này chốt liền nha mấy chị gái nha. Mã 36. Ok, 37 chốt bị chị Phi Phú nè. Ê lộn, Quốc Phú. Ok, chị Quốc Phú. Rồi, 36 nè, 36 nó tự 37 nè. Đẹp cực kỳ mọi người nghe, 99.000 một bộ à. Rồi lấy 36, comment 36 đi ra trước chơi đi, rồi bị đòn. Rồi mấy chị 65, 67 là vừa nè, nói trên này vẫn 70 nha. Rồi mấy chị chốt em mã số 04. 04 là quần màu vàng nha. Rồi 36 nè, cho chị Hoa dạy nè. Rồi 04 mọi người nha. 04 đẹp quá. Ôi ôi, cái bộ này còn đẹp nè. Rồi 36 hết đi Yến ơi. Rồi 55. Cái này là 65 nó lại thôi mọi người nghe, 67 kg thì hơn nha. Cái bộ này là cái phơm nó hơi nhỏ một xíu. 60 tới 65 kg lại thôi. Rồi ai lấy chốt mọi người nghe mã 6. Mã 6 giùm em nghe mấy chị nha. 36 hết rồi. Ôi mã 6 là đẹp nè Yến ơi. Đó, 04 cho chị Hoa dạy nè. Ok chị Hoa dạy. Rồi lấy bộ này comment mấy chị gái nghe mã 6. Xả đi là gì nữa trời. Rồi vậy là 37 chốt cho chị Hoa dạy luôn nè. Ok chị Hoa dạy. Dạ.
Em cảm ơn chị Yến Nhi nha, mã 6 chúc cho chị Yến Nhi nè. À, cảm ơn chị Tiến Hàng, trời ơi. Chủ yếu chất lượng đi mọi người nha, thiệt em chủ yếu chất lượng. Rồi mấy chị nghe, 72kg có, chị yêu ơi, 72kg bằng 4 mít nè, chị uống hết rồi. Rồi mấy chị, 60, 65 cái bằng đẹp 07 nè. Mã 6 lúc trước em mua 125 đúng rồi. Ừ. Pyjama nhà em bao la luôn, pyjama nhà em nhiều. Rồi mấy chị nghe, em xả hết này, hồi em xả cho mọi người một lô pyjama đẹp cực kỳ luôn. Mã 6 em hết chị Kim Diệu ơi, bây giờ em còn mã 07 nè. 60, 65 cái bằng đẹp 07 mọi người nghe, 07 quần đen. Ừ, mấy chị bông đẹp phải không? Rồi 55-60kg bằng đẹp mọi người nha. Cho em mã 16 nè, 16 mọi người nha. Ok, cảm ơn chị Tiến Hàng nha. Chút xíu em lên liền, để em xả hết khúc này cho nó chóng cái chị yêu ơi. Rồi 55-60kg bằng đẹp 16 mấy chị ơi. 16, ai lấy 16 comment 16 mấy chị, 16 giùm em ha. Rồi chị nào lấy comment 07 mấy chị. Để thường nha, 60-65kg bằng đẹp 07 mấy chị ấy rồi. Buồn dài đi Hương, ok, để em kiếm buồn dài. Rồi mấy chị ơi, 60-65kg đồ lại vừa mọi người nghe. Chị này thích bận ôm là 70kg nè. Rồi cho em mã 23. 07 là quần lửng. Rồi 23 mọi người nha. Đó, chị nào chốt em mọi người nghe, mã này là mã 23. 23 chị yêu ơi. Đây 56kg có liền. Đây chị 55-56 lại vừa nè chị, cho mã 1. Mã 1 nha. Vậy hả? À chị Hồng Tư ơi, thông cảm em nha. Cái đó là đọc 16 đó mấy bà nội ơi. Hai mẹ lo coi nghe em đọc với hai mẹ. Nào mà tao đọc mã mà tao dòm hai ba đứa ở ngoài chốt nữa, hồi thế nào cũng đi à. Có mã khác đi. Tao kêu Tiến cho biết. Tao đọc 16 đó. Sao mua không được vậy, ai biết đâu à. Mua đi. Rồi chứ mã số 1 mới vậy, 5556 là giờ mã 1 nè. À, 99.000 bộ mã 1 á chị. Ai lấy 1 comment 1 nè. Trời ơi chị Hương ơi, đơn em gửi nhận nè. À cảm ơn chị Lo Nguyễn nha. Pyjama chị nhiêu ký chị? Pyjama chị nhiêu ký? À quên mất. Ai thôi nghe giữ đơn của chị dành hay Kim Hương luôn nha. Là nghe coi chị nói gì nè. 68kg hả chị? Đây 68kg có nè chị. Rồi 68kg nè chị nè. Đó 65, 67 là vừa nè. Chị nào thấy bận ôm là 70kg nha. Rồi chốt liền cho em mã 33. 33 nha, độ đăng chứa like chị. À lấy 33 chứ 33 giùm em. Quần chính tắc mới nha. Cái này quần chính tắc giùm em nha. Đó à lấy 33 còn bên 33. Mã 1 chị Thúy Dương xuống hỏi nha. Bộ này em đang sale 99.000 chị Tuyền Trương ơi. Rồi lấy thêm bộ giống hôm qua vậy á, rồi đi đơn cho em, ok chị. Rồi mã 1 là bộ nào đó đi. Ok mã 1. Em hết mã 1 rồi mấy chị đẹp ơi. Mã 1 chị Thúy Trương. Rồi lấy comment 32 mấy chị. 65, 67 là vừa 32 giùm em nè. Dạ bởi vậy. Ok, chị Thúy Trương nè. Chị Thúy Trương mã 1. Ờ à, vậy hả? Ừ. Rồi còn em mã này mã 31. 4 beo quý chị nha. 65 67 là vừa 31 beo. À mấy chị nghe có quần đẹp ghê nè. Rồi lấy 31 comment 31 cho em nha. Pyjama 60kg nó có hai size chị. Mã 33 cho chị Linh Trần nè. Ok chị Linh Trần. 33 là cái bộ này dở rồi, dạ đồ của chị Ngọc Nghĩa Nguyễn dở rồi chị yêu ơi. Rồi ai lấy comment mã này đọc mấy mã đi nhiêu rồi ta. 21 mọi người nghe, trời nó nghĩ số đọc không được luôn mấy chị. Rồi 65-67 là giờ 21 nha mọi người nha. Giờ nào lấy 21 bên 21 mấy chị, 21 giùm em. Pyjama 60kg mà mấy chị cao nhiêu, nó có hai size cho mấy chị lựa, một là size chung chung, hai là size bự. Rồi 65-67 là vừa mấy chị gái nghe, quần dài nè. Giờ nào lấy comment mã 3.
Má ba quần dài mọi người nha. Ai lấy ba quen bài mấy em. Má ba quần dài mấy chị. Là... ok chị, đợi em xíu nghe, đợi cho nó chống chỗ này các chị ơi, đợi ôm đồ qua nhiều quá đó. Rồi mấy chị ha, 55 62 cái bạn đẹp giùm em nè. Quần dài nha mọi người nha. Rồi cho em mã số 05. 55 62 cái bạn đẹp mọi người nghe, 05. Đó, 05 giùm em cho hai bộ 75 kg quần dài đen. Ok. Ok, chị liệu nguyện. Quần dài mà đen luôn hả chị? Ok. Rồi bắp chúng ra vậy. Rồi mấy chị nghe, đẹp không? 70 75 cái bạn đẹp em nè. Rồi, cho em mã cam. Ừ. 05 cho chị Hương Lê. Ok chị Hương Lê. Ok, cam chị Yến Kiều Yến Nhi nè. Ừ. 05 đó. Ok chị tiếng Hàn nha. Em đang sale là 99.000. Em theo bộ này 99.000 bộ mấy chị ơi. Rồi mấy chị 60 đổ lên nha, 65 67 lại vừa mấy chị mã 16. 16 quần chính mắt mấy chị gái nha, lấy 16 comment 16 giùm em, mã 16. Pyjama đây nè mấy chị có bạn này không? Đây, rồi pyjama giờ nhiều lắm. Bữa nay thêm con lính kia nó nghỉ nữa. Rồi mấy chị cái này là satin bò nè. Bò này là 60 kg bằng được nha. Beo có 56 kg không có chị? Có beo 56 kg nè chị ơi. Nó pyjama bò nè mấy chị gái nha, cái này là satin giùm em. Cái này là 100 nhiêu tiền? 135.000. Chị Liễu đang trơn à. Ừ. Cho em hai bộ giống mã 5. Giống mã 5 đồ nào đi. Rồi bò này 135.000. Rồi em có màu cam nè. Màu cam, màu hồng, màu đỏ, màu nâu nha. Cái mẫu này em còn có 4 màu thôi. 135.000. Satin mấy chị đó. Rồi mã 16 cho chị Linh Trần nè. Ok chị Linh Trần. Rồi pyjama từ từ em lên nghe chị nghe. Giờ này nó cái này lấy cái nó ngã đổ tùm lum. Rồi mấy chị 65 67 lại vừa nè. Rồi quần dài luôn nè. Này cho nó bận ngon là 70 kg. Ở này bự nè mọi người nghe, cái này là 65 72 kg. 65 72 kg bạn đẹp mọi người nghe, chứ mã 15. Mã 15 giùm em quần dài luôn. Ghi mã 15 đi. Này cái gì? Cái này quần dài nè. Rồi mấy chị gái nghe, đẹp không? 60 65. Tìm chị bộ quần dài đen hả? Ok chị, ở sau lưng em nhiều lắm mấy trời. Rồi quần màu nè, dành cho nào thích bạn quần màu nha. Rồi chốt liền em, mã này là mã 09 mấy chị. 60 65 cái bạn đẹp 09 giùm em nè. 09 nha. Lấy bèo 56 kg cho chị hả? Bèo 56 kg. Để lờ. Để lên lờ, beo 56 kg, em có beo gì được không chị yêu? Không chính là chị Lê Diễm nè. Ok chị Lê Diễm. Rồi nè, beo nó có beo gì được không? Đây. Đây. Nó, đây, beo là nó quần chính tắc được không chị? Đó. Đây beo nó có quần chính tắc chị ha. Rồi chị lấy bộ này comment mã số 22 nè. 22 nè, với lại mã 10 15 giùm em nha, hồng 15 nè, nó như beo rồi chị. Ừ. Rồi ai lấy chốt mọi người nha. Rồi mã này 15. Đó, chị 56 cái bạn này đẹp cực kỳ mọi người nghe, cái này trên bio nó bán 170 mấy chị nha, em bán nó 99 nha. Dạ. Rồi 15 mấy chị ơi. Đó, 56 cái đó là đẹp nha. Rồi cái đó là 15 đi, 15 nha tiên ơi. Cái này 22 nè. Dạ hết không? Có số nhỏ nè chị Mỹ Linh. Rồi mấy chị ơi, 60 65 cái bằng đẹp mọi người nghe, chứ mã không gì. Trời ơi, không thấy đường luôn rồi. 022.
60 65 cái lại vừa 022. 022 mấy chị ơi, em lấy 022 comment 022. Ok đợi em xíu chị yêu ơi. Quần dài hả? Quần dài đợi em xíu nha. Rồi 022 đi, 022 baby. Ok chị. Ok Tấn Kiển gì 022 nè. Rồi 023 mấy chị gái nha. Đó, 65 67 lại vừa 023. Nhìn cho chị nào thích bộ quần màu 023 mã 15 cho chị Kim Diệu. 15 là quần chính tắc nha chị Diệu thân yêu. Ok chị Kim Diệu. Này 023 mấy chị yêu ơi. Ok 023 chị Tuấn Điển Nhi luôn nè. Hồ bỏ cái máy kia qua cái máy này luôn. Rồi mấy chị ơi 60 đổ lên 65 67 lại vừa nha. Chó này mã 64. Mã 64 quần dài luôn mấy chị nha. À nó 64 comment 64. Đây chị hai bộ 50 kg, chị 50 kg chị mua quần dài hay quần chín tắc chị Mỹ Linh ơi, nó có dài có chín tắc cho chị. Không ai hai em hết rồi nghe chị Phạm vào ơi. Rồi ở đây có mà 24 mới chị. 60 65 cái bằng đẹp mà 24 giùm em nè. Chị nào lấy 24 comment 24 mấy chị gái nha. Ồ 24 màu riêu đẹp quá ha. Màu riêu đẹp cực kỳ, mã 24. Rồi bộ này comment mã 64. Nói chung coi lê chim mọi người coi từ từ. Coi từ từ với chị cháu mới nhừ. Đầu ô chính tắc hả chị? Bao la đẹp không hả chị? Chính tắc là đẹp đẹp không á nghe chị yêu ơi. 24 thì chị Yến Nhi nè. Ok Yến Nhi. Nhìn. Rồi mấy chị 60 65 cái bạn đẹp nha. Ừ mấy chị đẹp ha. Có nghe chị Lê Diễm có 022. Phải không? Vậy hả? 02 của chị Tấn Hiển Nhi hả? 023 của chị Tấn Hiển Nhi đẹp luôn. Rồi chị Lê Diễm chọn mã khác đi chị. Rồi bộ này quần dài luôn mấy chị nha. Rồi chị yêu là lấy bộ này chốt liền nha mấy chị ơi, 024 nè. 024 với 024 cho chị nè. Ok chị mới lên nó hai bộ chính tắc ha. Rồi quần dài luôn nè. Rồi lấy comment mấy chị gái nha. Quá đẹp luôn, quần dài luôn. Rồi comment mã 10. Ok chị Tính Điệt Yến Nhi nữa nè. Rồi lấy 10 comment 10 mấy chị ơi. Mã 10 vậy. Chị Lê Diễm mạng chị chậm quá chị Lê Diễm. 024 hết rồi chị ơi. Rồi mọi người nghe lấy ngay mã 10 mấy chị. Mã 10 giùm em nè, ai lấy 10 chút 10 mấy chị ơi. Mã 10 mấy chị gái nha. Ok, vẫn kịp mã 10. Ôi ôi. 65 67 lại vừa mấy chị ha. Rồi ai lấy bộ này chứ mã 01 em nè, 80 kg thôi chị, 80 kg không có quá. Rồi lấy con anh 01. 01 chịu nghe. Chị lên trần giờ này còn 023 nữa trời. 023 hết rồi chị ơi. Rồi comment 01. 01 giùm em mấy chị gái nha. Ai lấy 01 comment 01. 023 hết rồi chị ơi. 023 hết rồi. Ok 21 01 chị Tấn Kiệt nè. Rồi 65 tháng 7 lại vừa mấy chị nghe. Rồi cho em mã 02 luôn. 02 mấy chị gái nha. Trời ơi bộ đẹp chứ tờ. Ôi ôi. Có 75 kg không hả chị? 75 kg không biết nữa. Ok chị Phạm Mỹ Linh nè, gọi khỏi gọi hai bộ đồ chính tắc 50 kg. Chưa chị Nguyễn Trúc ơi, chưa lên là ngủ 50 à chị Mỹ Linh có 50 kg à, lấy lợi chị đi cưng. Rồi mấy chị ơi đẹp không? 01 cho chị ở 01 hết rồi trời. 02 rồi mọi người ơi, qua 02 rồi. Rồi mấy chị bự nè, 65 72 cái bằng đẹp 03 nha. Ôi cái này đẹp quá vậy. 65 72 cái bằng đẹp 03, chị nào lấy 03 comment 03 giùm em. 03. Rồi 60 65 cái bằng đẹp mọi người nha, 04. 02 còn không? 02 cho chị Hoa dạy nè. Rồi 65 67 là vừa 04 mọi người nghe, 04 quần dài nè. Cái bông đẹp ha. 03 chứ chị Nhung Lê nè. 01 của Linh Nguyễn hả? Có đồ bộ gắm tay ngắn quần dài không có vậy? Chị nhiêu ký? Chị Minh Nam nhiêu ký? Ê, Tiên. Cưng ôm cái bộ gắm ngay chỗ đó đó Tiên.
Dạ thấy không? Gấm gì? Gấm này nè, gấm này nè, size pyjama cho chị kia coi luôn. Ủa là size 0 mấy à? 03 đó, 03. 04 thì chị Lê Diễm nè. Có này 01 nè, 01 có này. 01 chị Linh Nguyễn còn không? Đâu có, 01 của chị kia rồi đó, 01. Của chị Tuấn Nguyễn gì đó, bấm lộn á. 04 là gì vậy? Nè 04 là bộ này nè. 0 0 mấy không mấy à? 03 cái này. Không, sẽ không, bốn có rồi. Không hai em hết mọi người nghe, còn không không bốn. Ờ. Còn không bốn mấy chị nghe, sao mạng của mấy chị yếu dữ ta. À, 03. 03 còn bộ phải không? 03 chị Kim Diệu bộ. Có gấm nó nằm đây dưới đây nè, trời nguyên hàng gấm heo nè. Cái chỗ số 6 nè, ông hiện gõ mấy số hết trơn rồi hả? Gấm nó nè đi, ngồi xuống, rồi ngồi xuống. Ừ. 03 chị Nhung Lê không bỏ, 03 chị Kim Diệu không bỏ, hết 03 nha mọi người nha. Hết 02 luôn rồi. Này 03 Kim Diệu nè. 03 đó. Ờ, Kim Diệu. Rồi 60, 65 cái bạn đẹp mọi người nha. Rồi chứ mã 08. Đúng rồi. 60, 65 cái bằng vừa 08. Nói chung là chị Minh Anh ơi, có 4 miếng nha chị Tiên ơi. Chị nào mà mua pyjama nè, pyjama size 60kg nè. Và nhớ giùm em là chị nào cao là bạn pyjama đều phải bị ngắn hết trơn mọi người nghe. Tại vì pyjama nó không có may quần dài mấy chị, nó chỉ may một form nhất định. Là mình bạn là 1 không 08 chị Lê Diễm nè. 03 có người là nãy là bấm rồi đó. Nãy bấm chưa bấm to cái chị. 03 chị Nhung Lê một bộ nè. Có Nhung Lê chưa? Không, chứ có Kim Nguyên Diệu à. Rồi Nhung Lê một bộ đó. 08 của chị Lê Diễm mọi người nghe. Có nhóc hết trơn rồi, chị Lữ Cẩm Giang ơi, từ từ lên. Bao la mọi người nghe. À, 4 mét là khoảng 65-72kg. Bà có kem, tôi sao không thấy một tuần rồi. Mỹ Kim. Mỹ Kim, Mỹ Kim là ai ạ? À? Bà có gỡ kem cho tôi sao không thấy một tuần. Mỹ Kim là ai ạ? À? Không thấy số điện thoại địa chỉ, cái tên lão quắc luôn chị. Rồi mấy chị ơi, gắm BMA xịn đẹp giùm em nè. Đó. Mấy chị nhận hàng được kiểm tra hàng không đẹp trả cho em luôn. Cây này em sale cho mọi người giá 95.000. Gắm luôn, gắm đẹp luôn. Có đồ to không có nè chị. Rồi cái bộ này size mọi người nghe, ví dụ như chị nào nè, 50-55kg. Thích bạn rộng nha thì mấy chị chốt, còn không thích rộng thì 55-62kg mấy chị bạn rất là đẹp luôn. Đó, giá có là 95.000. Mấy chị nhận hàng được kiểm tra hàng nha. Ai lấy comment màu hồng. Màu xanh. Ừ, Trần thì cảm ơn. Hương Trần á, Hương Trần thấy không? Hương Trần. Ừ. Rồi mấy chị ơi, con chuột da nè. Đỏ đô nè, xanh đen nè, nâu nè. Chị Liệt Hoàng hả? Chị Liệt Hoàng đi hết đơn hôm nay mà. Chị Liệt Hoàng ơi, để chiều đem kiểm tra lại cái nữa nghe. Chị Liệt Hoàng ơi, sáng giờ lu bu em quên nè. Rồi xanh ngọc, xanh ngọc giùm em nha. Rồi cái gì của tôi là 02 chứ không phải 03 gì. Chốt 03 qua cho chị Hoa Dại đi cưng. 03 qua cho Hoa Dại đi. Đâu có biết đâu, 03 cho Hoa Dại nè. Rồi mấy chị gái nghe, 67kg là pyjama khác nữa chị. Rồi hồng mười em nè. Rồi bằng chữ 55-62kg là mấy chị bạn đẹp nha. Đó. Còn bộ ton quần dài, cái gì cũng có hết trơn mọi người nghe. Quan trọng là em lên từ từ mấy chị gái ơi. Ngày mai Tiền Giang giãn cách xã hội rồi em ơi. Chỉ nhưng mà hàng vẫn giao bình thường cục vàng ơi. Đó. Hàng vẫn giao bình thường nha chị yêu ơi, lý do làm sao? Tại vì á, bên giao hàng người ta có dược phẩm giao bình thường. Dạ gấm này không có xe lớn nha chị yêu ơi. Gấm này không có xe lớn nha mấy chị nha. Rồi 95.000 một bộ giùm em nha, gấm đẹp. Dạ 60kg bạn đẹp nha chị gái nha. Này là 55-62kg rồi mấy chị bạn đẹp giùm em. Hồng, ok chị Mai Lê màu hồng nè. Đẹp lắm mấy chị nha. 60kg là mấy chị bạn đẹp. Vậy hả chị Mỹ Kim? Rồi rồi rồi, để chị em kiểm tra liền, thông cảm em nghe chị yêu ơi. Rồi xanh đen đấy mấy chị nha. Giãn cách là giãn cách mọi người thôi, còn bên giao hàng nó vẫn đi bình thường. Và khi giao hàng là bên em có diệt khuẩn đàng hoàng hết trơn, mấy chị yên tâm nha. Pyjama có xe lớn nha chị. Lấy xanh ngọc, ok chị Loan Trần nè, xanh ngọc. Đây xanh ngọc, đúng rồi. Ok chị Loan Trần. Rồi xanh ngọc cho chị Nguyễn Thấm luôn nè. Ok chị Nguyễn Thấm. Rồi cho chị xem xanh đen, chị 60kg, chị Linh Phạm. Đây nè chị xanh đen nè chị. Đẹp lắm, cảm ơn chị Trần Tuyết Mai.
rồi chị lấy chốt quên nữa, chị ruột gì cho em số điện thoại hai ba chị yêu nè, lon trần tôi vừa không hơi rộng, chị la áo dây chưa chưa, chị mặc vừa không hôn, chị Ngọc Ngân, dạ vừa, chị Ngọc Ngân vừa, nghe chị Ngọc Ngân nha, bà lên Ngọc Nương thì hơi rộng nha, Ngọc Nương ơi, Ngọc Nương hơi rộng, ok để em lên lại nghe chị Tiên, lên tiếp chị Tiên My ơi, trời em đăng lên đó mà mọi người yêu cầu pyjama em lên pyjama, rồi xanh đen và hồng thấm thì xuống hỏi đi chị, á xanh đen và hồng thấm nè, trời ơi chế hả, ở chế còn độ chế đây này chế yêu ơi. Rồi ai lấy chó mọi người nghe, còn chế mua vàng tới đâu rồi, chỉ em mua với coi. Khỏi xin số lại má rồi. Cho chị coi màu nâu, đây này chị yêu màu nâu nè. Đây mấy chị màu nâu nè, cái này không phải con chuột nha, màu nâu là cái này là con ong mấy chị, màu nâu là con ong. Ừ, đẹp lắm mấy chị nha. Chị hả, màu tên quần dài, màu tối, mẹ em nhiêu ký chị? 40, mẹ chị nhiêu ký? À, bây giờ em bấm bill chị em tư vấn ký cho chị nghe được không? Rồi chị em lấy chốt mọi người nghe mấy chị, 95.000. Dạ không, cây này 65 không vừa nghe, 65 ký em có cây bia mai khác nha. Cây này là 55 62 ký là mấy chị bạn rất là đẹp nha. Còn chị nào mà 50 tới 55 ký á, thích bạn rộng thoải mái thì mấy chị lụm nha. Đó. Ok, chị Linh Phạm xanh đen nè. Cao mấy 6 vừa chị gái nghe, cao mấy 6 cái quần là mình bạn ấy nha. Ok chị Linh. 65 không vừa. Hồng cho chị Loan Trần Hồng, ok chị. Rồi còn nãy không còn okay, trời ơi bà tính kỹ cái gì à, bà tính mặn quần hỏi ăn cơm mới vậy ngoại. Chị Hồng Thấm lấy xanh đen nè Thi ơi, chị Hồng hôm nào Hồng trên vai chị ha, à, Hồng trên vai chị nè, chị Hồng Thấm lấy xanh đen ok, rồi lấy mình màu nâu ok, chị Ngọc Ngân nâu ok, chị Ngọc Ngân màu nâu nè vậy hả. Ồ thì nó báo với em là cái lô mà dây em mấy đó là nó khoảng 62 đổ lại đó. Sao mua hai bộ đồ đùi chị chốt số 5 bự vậy hả chị Hương, Hương bao chị 60 ký còn mấy 58 chị, cái to nó chị giặt lại là vừa đó mẹ, 55 ký ok, gấm trơn hả chị, gấm trơn chưa thấy nha. Rồi mọi người nghe ai lấy chốt màu em nha. Rồi màu nâu nè đó, chị nào lấy nâu còn mình nâu giùm em, nâu ok chị Kim Diệu bộ nâu nè. Rồi em lấy cái này comment hồng da mọi người nha. Đây mấy chị nghe hồng da giùm em 95.000 mấy chị coi nè. Đẹp lắm mọi người nghe, hồng da. Hồng thấm nó xanh đen. Rồi 65 ký đợi em xíu chị yêu ơi. Rồi xanh đen mọi người nha, chị nói xanh đen comment xanh đen giùm em. Đó mấy chị, gấm thì em bao mấy chị nghe, hàng xịn đẹp lắm. Rồi vàng này mấy chị. Ôi ôi nó đẹp gì đâu ha. Đây mấy chị gái nha, ai lấy vàng chút vàng giùm em. Ồ mấy chị coi nè. Đó, không nhăn không rút không đổ lông mọi người nha, rất là đẹp luôn đó, cái này là không nhăn mọi người nha, vàng. Rồi hồng vợt nè mấy chị, vậy không, hồng vợt giùm em nè, chị nào lấy hồng vợt chứ, hồng vợt gắm mấy chị nha, đẹp ha, 95.000 hồng vợt giùm em. Hello chị Thiện Danh, gắm đó xa 2x hả Hương, đúng chính xác luôn chị, xa 2x. Ôi ôi mọi người nha, nó sale có con số này mọi người nghe, phải nó sale nhiều số thì em lụm hết rồi. Chị vừa không em, chị Trần Niệm hả, chị Niệm này có ốm hơn hay là khác gì hay là cũng vậy chị. Rồi xanh ngọc con ngông mấy chị gái nha, ôi ôi dễ thương mấy chị nghe, nó mềm rũ đẹp ghê luôn, xanh ngọc. Rồi đỏ xanh biển, rồi con chuột da nè mấy chị, chuột da đẹp ghê. Dạ cảm ơn chị ngàn năm đời thầu ô nghệ quan tiên đó nè, có về chị điện số này nha, ok. Nhiều ký 55, 62 ký bạn nẹt nữa nha. Còn chị nào không thích bạn ngơm á thì 60 ký hoành lại giùm em. Đó 60 này là bạn đẹp nghe Yến Phạm ơi, rồi đẹp quá ha. Dễ thương người nghe. Đó cũng vậy hả chị, cũng vậy hả chị. Thường thường thấy chị yêu bạn say say 62 ký đúng lại và cũng lụm vô dừa nè. Bi mai gắm mà 50 ký hả chị, 50 ký này mình bạn hơi gọng gọng nghe chị. Xanh ngập cho chị Lành Trinh. Rồi vàng đậm. Ok chị Lành Trinh. Chuột da cho chị Nguyễn Thấm nè. Cái 50 này 50 ký bạn hơi gọng gọng chút mấy cục vàng ơi. 50 ký bạn hơi gọng gọng nha. Đó, 45 ký gọng chị ơi. 45 ký gọng. Ê, anh Thiện, hay là anh Tiên lấy. Cái gì? Cái cây pyjama mà nằm trên đỉnh núi Trường Sơn cặp cái tủ lạnh á. Vàng cho chị Quan Bi tính anh Phạm. Đúng rồi. Xanh ngọc chút gì Kim Diệu. Ngọc phải không?
Trời ơi chị ơi, em thật sự chứ luôn, cái tiểu thơ nhà em giờ còn một bao ở trước luôn á. Mà em chưa có like được luôn á. Em đăng like cái mọi người nhảy qua, còn mọi người nhảy lại. Có ai? Vàng của chị Quanh Bi Phạm chưa cho số điện thoại. Chị Bi ơi cho em số điện thoại chị Phạm ơi. Đó. Mấy cây Bi Ma nó vô tặng cho mấy chị. Chồng em nói bán gì mà rẻ quá à kìa. Rồi. Ok, chị Ngọc ngăn rõ lấy con chuột da. Đằng kia còn. Rồi mấy chị 95.000 chút màu mọi người ơi, còn đủ màu. Nãy chị lấy gì vậy? 60 kg mấy 50 ôm. Chị mặc vừa không em chị Tiên Nguyên vừa. Không chị Trần Niệm nếu mà vậy thôi ôm. Vàng chữ nghe, bao la, vàng chữ bao la cho số điện thoại lên cục vàng. Vàng chữ em còn bao la 95.000. Vàng chữ bao la, vàng chữ xanh chữ đồ màu là coi nay. Vàng chữ xanh chữ mọi người muốn mấy cái nào là đỏ chữ luôn. 95.000 mấy chị yêu ơi, nó đây mấy chị nè. Đỏ chữ luôn nè. Rồi nâu chữ luôn nè. Chị lấy mà cái gì cũng có cho mọi người nghe, tại em chi gì số lượng lớn chứ không phải là em có một cái bộ nữa mấy chị yêu. Ok chị Phạm nè. Chị Phạm lấy vàng chữ nè. Rồi đây trả đây bà nội thấy. Bia cánh dơ có liền đây chị 135.000. Đây đẹp cực kỳ nè, 135.000 mà cái này cũng size 62 đó lại thôi nghe mấy chị gái nha. Đó, em còn màu nâu nè. Màu nâu, màu cam, màu đỏ. Màu hồng, còn cây bia ma tính dơ này đầu tiên. Cây bia ma tính dơ này đâu đầu tiên đem qua sale cái này luôn nè. Nào. Quá đẹp luôn mấy chị. Lấy đỏ chữ, ok, đỏ chữ thì chị Loan Trần luôn nè. Cây này đâu rồi, cây này em thấy cắt cái đâu. Mua hả? Đó chút bà lấy đồ ồ sao tự nhiên nay nói chuyện thăng tiến vậy? Bốn bảy ký hả có chị? Rồi cá mọi người nghe 60 kg này vừa nè. Rồi trái em mã xanh mọi người nghe, xanh này sale chúng chị 40.000. Xanh nhập ly đẹp 40. Rồi mấy chị gái nghe áo đẹp cực kỳ luôn nè. Nhớ thương không? Ok đưa bộ đỏ chữa cho em bộ coi. Cảm ơn Thảo Lam nha. Để đây luôn đi cưng, để đây luôn đi. Còn bao la luôn nha, hoa dại ơi, đợi xíu đi lên giấy tiếp tục sale tiếp cho. Trời còn đây nè, nhiều lắm trời, giấy nhiều lắm nghe mấy chị, đợi em xíu nghe mọi người nghe. Trời mà tính kiệt đi làm luôn hả? Trời ơi, tính kiệt đợi chút kiệt ơi. Rồi nè, để chị đổi chữ đây. Trời ơi, đẹp gì đâu mấy chị nghe, đổi chữ nè. Thấy không? Ừ, thấy rồi. Trời ơi, mấy chị đổi chữ nè. Ok tính kiệt nha. Trời ơi cho 10 bộ mới chịu luôn hả? Trời ơi. Rồi áo tím này 45.000 mọi người nghe, hàng shop treo nè mấy chị, đẹp không? Nó treo ra nó bán cho mấy mọi người nha. Rồi 6 bữa lại vừa mấy chị ơi, chút tím nè. Đó. Rồi để lấy cho chủ 10 bộ bi ma tay dài phải không? Bi ma tay dài gắm 65 kg sale luôn tiên, chơi luôn đi tiên. Rồi đỏ mọi người nha. 60 nó đẹp mấy chị ơi, hoa đỏ giùm em 40.000. Chị em là lấy hoa đỏ chúng hoa đỏ giùm em 40.000. Rồi cái cây pyjama rồi mọi người nghe mấy chị còn rớt rồi nè. Ok chị tính điển nhi nha. Rồi mấy chị cái này là chủ yếu là em còn nè, cái này là màu này nhiều nha. Đấy mấy chị màu. Rồi còn hai màu này nhiều nữa mấy chị. Đó. Rồi sale, lý do là tại vì nó còn có hai màu. Ồ pyjama đẹp mọi người ha. Rồi áo đỏ 40 cho Lam Thảo nè. Đó mấy nha. Cái này mọi người nghe, ví dụ như mọi người mà 60 kg mà mình cao mới 6 mới vừa nghe. Tím em vừa không? Tím á hả? Thích bạn ôm bạn được nghe Phương Linh ơi. Rồi mấy chị ơi, cái này thôi em bán size cho mọi người là từ ok, 40k cáo tím chị Hương Trần nè. Rồi bộ này bây giờ vừa bán vừa tặng cho mọi người luôn nha. Tím là hai cái đó. Cái gì? Xanh tím. Xanh 40 và tím nữa. Tím 45.000. Hai cái. Ừ. Nghe giá vô cưng. Rồi bộ này mấy chị nghe vừa bán vừa tặng cho mọi người, ai lấy cho em 65.000. Màu xanh màu đỏ sọc 65.000 mấy chị gái nha. Cái này là tại vì cái lô nó còn rớt lại mấy bộ mọi người nghe, nên vừa bán vừa tặng cho mọi người biết chất vải của nhà em như thế nào nghe mấy chị nha.
đó, 40 đổ lên, 55, 56 đổ lại là mấy chị bán rất là đẹp luôn. Rồi em lấy đỏ comment đỏ nha, xanh comment xanh giùm em, 65.000. Rồi con mèo còn bộ luôn. Rồi màu trắng còn bộ. Giờ nào lấy comment mèo đỏ giùm em, 65.000. Đẹp mấy chị ơi, dễ thương lắm nha. Nè, đó, con mèo cực kỳ dễ thương luôn. Lụa này pyjama rất là đẹp luôn mấy chị ha. Đó, không hề xấu mọi người nha. Vải này vải lụa hết chị ơi, lụa đẹp hết nha. Lụa này em bao mọi người nghe, không phải là lụa mà cứng nó cứng còng mà cà sọt đó mấy chị nghe. Mấy cái đó là em giả xưởng hết trơn. Hàng xấu là không bao giờ em bán mọi người nghe. Em không quan trọng giá cả, mà em quan trọng về chất lượng vải mà ha. Để mà khách nhận về là người ta còn mua nữa nha. Mèo đỏ 65.000 nè, cho chị tiếng Hàn bộ nè. Đẹp lắm mọi người nghe, dễ thương lắm. Giả là em bao mấy chị luôn nha. Đó. Rồi mèo đỏ nè, trắng chữ. Đỏ thì xanh. Cho chị thẹo là 65.000 nha Lam Thảo ơi. Ôi ôi, cái màu trắng đẹp rồi luôn. Đây mấy chị nha, vải lẹm ba mà ngồi luôn, mềm mịn đẹp lắm. Rồi 65.000 quý vị ơi. Đẹp ha. Ok, trắng như chị luôn nè. Rồi, vui quá à. Em còn có hai màu này lần nè mọi người. Em còn màu đỏ màu xanh mấy chị. Đó, em sao cho đất lô này luôn mà ngồi nghe đẹp. Em có trộn vô trong kia cũng được mà tại em làm biến trộn. Cái gì? Viện nó lụa đẹp thấy ghê, bán có 65.000 mọi người ơi. Bán cho hết mà. Ok, xong thì chị biến hàng. Trời đi cưng. Lấy em cho chị sẹo, 57kg cao trên mét 55 là vừa. Mèo đỏ chị Hương chặn. Có quần lỡ nè chị ơi, quần lỡ là em có cái lô khác nè chị thấy ơi. Pyjama quần lỡ là 75.000. Trắng hết luôn rồi, vậy trắng chị kia lấy rồi đó. Chị đứng hàng lấy. Hai chị là có chị một đó. Chị Kim Ngọc ơi, có xịt thịt lớn, em phải đợi cái mẫu đó em mới lấy nha. Giờ nó có nhưng mà cái mẫu không im em không lấy. Mẫu nó không im em không lấy nè chị ơi. Chị Phạm Kim Thí ơi, xanh nè cho chị Phạm Thái mua cho con, chị là vừa nghe chị Phạm Thái ơi đẹp lắm. Chị Phạm Thái mua thêm bộ đỏ này cho con cho đi chị, vải đẹp lắm. Thiệt luôn mọi người nghe, 65.000, đẹp lắm. Vải lại em bao đẹp nha, 62 cái mẫu khác nha. Lên cô tông không đợi em xíu. Chị Kim Thí ơi, chị lấy pyjama mấy bộ. Em mới về luôn cái lô pyjama lửng. Mà không biết quỷ mập như là ông con quỷ lùng nó để đâu nữa. Rồi em còn màu đỏ màu xanh nha. 70kg có 70kg nè chị yêu ơi. Dầu khớp có không chị? Dầu khớp chỉ có dầu khớp thai hàng được không? Rồi còn đỏ màu xanh mà ngồi nghe 65.000 ấy vậy. Dạ ok, giờ Loan chặn nha. Cho chị xem quần lỡ con Tiên ơi, tìm tra được cái quần lỡ nằm đâu không? Chữ trắng người ta lấy rồi, chị Thí Chương ơi, người ta lấy hết rồi. Rồi bây giờ mới ngồi nghe, đây này mấy chị, đó. Thấy thương nha, chị 54kg, phải mặc rộng lên giấy nữa đi. Ok, chị yêu đợi em xíu rồi chị Diễm ơi. Đợi xíu em lên này xong mình lên. Mọi người ơi, bất cứ giá nào em không phải sale hết giấy sau lưng hết trơn mấy chị. Biết sao không? Biết sao không? Dẹp mệt lắm. Đỏ trên vai, áo xanh lấy rồi. Đỏ trên vai chị Hương Trần, bộ đỏ 65.000. Chị Ngăn Trần ơi, em chưa lên tới là chị, em còn nhóc hết trơn nè, chưa lên được nè. Từ từ lên mà ngồi nghe mấy chị. Rồi bây giờ mấy chị gái nghe, gắm tay dài. Sao không lên giấy nữa, từ từ em lên nè. Lên nghe, lên hết cái này lên giấy nè. Rồi mấy chị gái nghe, vừa bán vừa tặng mọi người xe le chim hộ em nè. Ok, quế chăn, một xanh một đỏ hai bộ. Rồi cảm ơn chị. Vậy hả? Ồ, xay ngon quá không? Đúng im luôn chị. Xay nhỏ cũng im lắm chị gái nghe. Rồi bây giờ bộ gắm tay dài này em sale cho mọi người giá hết hồn với chị gái nha. Rồi chốt cái này cho em xanh một. Còn có hai bộ màu đỏ lấy hết luôn đi mấy chị. Hình như là còn có cây này phải không? Xả luôn nha mọi người nha. Xả cho hết luôn mọi người nghe, gắm đẹp luôn, tay dài luôn mọi người nghe. Đó, em Hương bán có cơn lắm mọi người nghe. Nhiều khi mọi người ngay khúc này mới chị mua được giá rẻ nghe mọi người nghe. Mà ngày mai chạy vô chưa chắc gì có nghe, mà xe này xe bự luôn, 65 đổ lại nha. 55 đổ lên, nếu mà chị nào thích bận rộng á thì 50-55 hãy chốt nha. Nghe gọi giùm em mọi người, nghe gọi hãy chốt nha. 75.000, chị em là lấy chốt liền em. 75.000 xanh 1. Gắm đó chị gái nha. Đó. Cái này là chủ yếu là em xả mình câu like luôn mọi người nha. Đó, ai đó comment xanh 1 giùm em. Lụm mấy chị ơi, xanh 1. Này giống không trời, này khác đây, xanh 1 rồi con mẹ này. Nằm trong bọc. Đó, xanh 1 cho chị Lợi nè, 75.000 một bộ. Rồi mọi người nghe mấy chị. Xanh nó có xê xích với nhau, kể đi mọi người nha. Đó mấy chị, xanh 1. Áo khoác 70kg có nghe chị Nguyễn Hường ơi. Em chúc rồi chị, rồi lấy xanh 1, chốt xanh 1 người nè.
75.000 dễ thương. Rồi chị quậy Nutifood chị lên số điện thoại đi chị. Rồi xanh một, xanh một ngồi nghe, 75.000 chị lấy xanh một, con xanh một nè. Rồi vàng giùm em luôn mấy chị nha, vàng, vàng giùm em nè. Rồi cái này là trắng sữa mọi người nha, 75.000 lượm lẹ mọi người nha. Từ từ ngồi chắc tao ơi, tao đi xỉu đây quá. Rồi ok, xanh nè cho chị Trần Niệm nè, vàng cho chị Yến Phạm nè, xanh một chị Nhung Lê nè, trắng sữa cho chị Lợi nè. 65kg vừa nghe mấy chị nha. Lấy chị 5 bộ tay dài, 5 bộ tay dài này đẳng còn tiền. Lấy 5 bộ tay dài cho chị Phạm Thí nè. Trắng sữa cho Diệu Trương nè, trắng sữa vòng đơn cái lông trần nè, ok chị nè. Lên tay ngắn hả, ok, trắng vàng 2 bộ cho chị Kim Cương nè, 75.000 mọi người nha. Xanh một chị Trần Huệ lên số hội chị. Lấy xanh một á, xanh một á. Nãy mày có để vô chưa? Bả lấy con bộ rồi nha. Rồi lấy chốt mọi người nghe mấy chị, Trần Huệ số hội đi chị. Đó. Trắng sữa, xanh, vàng. Này còn màu gì nữa không Thi, Tiên? Mình thấy là trong thì Tiên lấy luôn đi. Xanh cho chị Nhung Lê luôn nè. Trắng sữa cho chị Nguyễn Thắm. Xanh cho chị Ngọc Quyên luôn nè. Trắng sữa phải không? Ok, trắng sữa nè cho chị Nguyễn Thắm. Ủa này có to cho chị Trần Huệ cho xuống hỏi đi chị. Chị Trần Huệ xuống hỏi nha, chị Hương Trần đủ màu. Ok. Chị Hằng Nguyễn lấy 2 bộ, em lấy 2 bộ, chị bộ xanh bộ vàng nha chị Trần Huệ, chị Hằng Nguyễn ơi. 75.000 mấy chị ơi, đẹp quá. Rồi xanh vàng. Trắng còn không Tiên? Ok, vàng trắng thôi chị Nguyễn Nguyên. Chị Trần Huệ lấy xanh. Ok, chị Trần Huệ có xanh. Chị Trần Huệ có xanh nè. Đứa cây còn chị Cao Quân Quỷ xanh một với vàng. Ok. Hai bộ này cho chị Cao Quân Quỷ nè. Xanh một với vàng. Rồi 75.000 mọi người nha. Mấy chị, ủa cái này tiểu thơ luôn nè mấy bình đại ơi. Trời ơi, tiểu thơ luôn nè mấy chị cổ này nè. Rồi lấy cái này mình đổi thì mấy chị ơi. 75.000 bộ chị. 75.000 mọi người nha. Một vàng, một xanh nè, chị Hồng Thắm. Ngọc Viết lấy thêm bộ vàng gấm, ok chị nè. Lấy chị hai bộ. Vừa chị, cái này là size 65kg mọi người nghe, này size bự lắm. Rồi lấy đỏ, comment đỏ mọi người nghe, đỏ là cái cổ nó như là tiểu thơ vậy mấy chị nha. À, cái cổ nó cao vậy nè. Ừ. Đỏ cho chị Yến Phạm nè. Đỏ còn không đi? Con coi quen. Đỏ còn. Ok, đỏ cho Nguyễn Hồng Đào. Đỏ còn bộ à. Rồi hết đỏ. Hai bộ là hết luôn á. Hết đỏ mấy nha. Vàng còn không? Vàng còn. Vàng cho chị Trinh Đặng. Đủ màu nhiêu bộ? Đủ màu thì còn vàng, sữa, xanh. Đưa em bộ biển rồi chị mới 20.000. Xếp cho mới 20.000 mọi người nha. Rồi lấy comment biển mọi người nha. Mấy chị dễ thương không biển? Đỏ hết chị ơi. Đỏ hết rồi mọi người ơi, hết đỏ rồi. Chú ý là còn xanh với trắng vàng. Rồi biển mọi người nghe, biển trái này là trái gì ta? Trái chanh chứ gì nè. Hết đỏ rồi mấy chị ơi, hết đỏ rồi. Đi. Mọi người xe lê chi mua em mọi người nghe mấy chị lên 150 người để mà đại hương tặng cho mấy chị nửa ký hưu gà ăn chơi. Nửa ký hưu gà này nó ngay em bán có 120.000 ký thôi mọi người nha. Lộn mô hoặc lộn nói chuyện nghe lộn nghe học gì lộn còn lộn nha. Ok dù quý không nghĩ thôi em có số điện thoại chị gọi mà tại Yên Tiên nó ấy. Một ký 220 mấy chị, nửa ký 120, trời ơi bán ký 120 chắc đi Bình Dương sớm quá. Rồi biển mấy chị ơi, biển sống. Biển sống mọi người nghe, lấy biển comment biển giùm em nè. Trời ơi gắm mà bán có 75.000 vui ghê. Lượm mọi người. Nhanh tay thì lượm mọi người nghe mấy chị. Vàng cho chị Ngọc Quyên, ok chị Quyên. Đó. Không chị, cái này là mình tặng người chia sẻ đó chị gái nha. Tặng người chia sẻ. Ồ đẹp mọi người nha. Ok nè. Đỏ thì chị Nguyễn Thị Hằng. Còn đỏ đúng không? À, còn 3 bộ nữa nè. Mà chơi 3 bộ đi. Đỏ chị Quanh Vi Phạm. Rồi, lấy 2 bộ đó thôi.
Đó còn ai nữa không? Cho bà kia bộ đi rồi coi như cho chút 2 bộ nữa là hết đó. Hiểu không? Rồi, nhiêu bộ 75.000, vui ghê. Xe 75.000 cục vàng ơi. 75.000 bộ. Nè xanh đen nè. Ok, biển thì chị Nguyễn Nguyên nè. Biển có bộ một nè chị. Ồ có là xanh đậm nè mấy chị, có xanh đậm đó nè. Xanh đậm cũng đẹp ghê mọi người nha. Ôi 75.000 mấy chị ơi, xe lay chim nhanh mấy chị ô. Ôi xanh bị bê xanh đậm, xanh đậm. Cho coi bộ xanh đen đi chị. Xanh đen hết rồi. Xanh đen hết rồi, ba đóng cho sỉ rồi. Xanh đen đóng sỉ rồi, xanh với đỏ. Ok, chị chăm chằn, xanh đen với đỏ. Size lớn rồi chị, size này 65kg rồi nha. Gắm này hả? Chờ chị Cẩm Tú ơi, đang xả kho 75.000 nè bà Cẩm Tú ơi, lụm lẹ Cẩm Tú ơi. Rồi em còn đó. Ok, xanh đậm với chị Lợi nè, xanh đậm này còn bao nào hôm nay? Hết rồi. Rồi, xanh đậm với chị Lợi. Còn đó. Đó. Hai bộ. Ê, nó giọt hơn chút nghe, nó nhà giọt hơn chút nghe chị Hạnh Phúc ơi. Giọt hơn xíu xíu rồi chị, nó mô Phật. Giọt hơn xíu nè. Trắng sữa 75 như chị Trần Tiết Mai nè. Chị dục từ để hỏi em ngáo nè. Chị cái gì chị cũng ok chứ á. Gắm tiểu thư có sai 47kg không? Không chị, cái này 47kg không vừa, nghe 47kg mình qua cái lô khác nữa chị ơi. Cái gì? Chị Hạnh Phúc lấy xanh đậm lấy coi. Ờ. Ừ. Rồi mấy chị ơi xanh đậm nhạt. 65 này vừa mấy chị ơi xanh đậm nhạt giùm em nè. Ok nè, xanh này nè cho chị Kim Cương luôn nè. Xanh Ngọc cho Diệu Trương. Đây Ngọc này cho Diệu Trương nè. Ồ đẹp lắm Diệu Trương ơi. Vô mánh thì Diệu Trương ơi, 75.000 quý vị ơi, nhanh tay thì còn. Chị cái đập màu chị đừng dục, em đem một đống nè. Rồi 75.000 mấy chị ơi, cho chị xem quần lõi lấy luôn, ok. Ồ ô mà ngồi nghe, rồi biển trái tim. Em lên cái cây này nữa coi coi chị, biển trái tim em nè. Ôi ôi nè, biển trái tim. Xanh đậm còn không đi, hết xanh đậm rồi. 60kg bằng dừa nghe chị Nguyễn Bon ơi. 60kg bằng dừa nè. Rồi biển ha. Rồi ok, chị Hạnh Phúc thôi thì lấy chị Trần Thí Tiên ơi. Chị Hạnh Phúc thôi rồi lấy chị Trần Thí. Trắng với xanh cho chị Cẩm Tú. Còn trống tiên đó. Đây nè, trắng đây nè. Còn ừ. Mọi người ơi, 75.000 em comment xanh đậm không thấy, không thấy Lâm Thảo luôn. Hóc ra vô lại coi nãy giờ không thấy comment của Lâm Thảo luôn, Thảo ơi. Trên đây thấy sao trong đây không có trời. Trời ơi, chị nào mà em thấy comment lại coi tàn. Mới thấy comment của Lâm Thảo bên đó nè, mà bên đây không thấy nè. Rồi bi ma lửng này là 75.000 nha chị ơi, nó có hai size. Có hai size nha, chị lấy cái nào. Đây, nó cũng 75.000 bộ nghe mọi người nghe, bi ma lửng, lụa đẹp nghe không. Rồi size này size 2 nha. Size 2 là 65 đúng lại giùm em. Lấy em bộ trái tim đi, ok chị Nguyễn Xuân nè, bộ trái tim. Trái tim ngục tù cho chị Nguyễn Xuân. Trái tim có 1 bộ một. Rồi nghe Cẩm Tú ơi, lấy 2 bộ rồi. Chị Lê Lãnh có 2 bộ gấm rồi nghe chị ơi, chị lấy 2 bộ gấm. Xanh vàng có rồi, ngay cục vàng ơi, có rồi, có rồi. Rồi bi ma lửng giùm em 75.000, size này là size 65kg đúng lại nha. 58-65kg bằng dừa, xanh biển. Đỏ đô. Vàng á, chị nghe mở một bộ là một hình khác nhau nha. Hoa sữa nha, gấm còn màu gì, rồi để nó sắp lại đi rồi lên màu lại cho. Rồi hồng baby. Ồ mọi người nghe, hồng con cừu. Hoa vàng. Vàng con mèo. Rồi đỏ con mèo. Bộ sẵn lên trái tim chốt thì chị Nguyễn Xuân rồi. Dạ 65 cái dừa nghe mọi người nha. Cái gấm đó phải không mấy chị mà nhỏ nhỏ nghe mọi người bạn rộng. Vàng xanh của em là cho 65kg đúng rồi chị Thắm ơi. Vàng xanh là 75kg nha. Vàng xanh là 75kg nè chị. Ê lộn mô phạt 65. Hồng cù dòng đơn. Ok hồng con cù. Đây hồng cù chị Ngọc biết nè 75.000. Rồi cho chị 5 bộ 5 màu. Chị Trần Thí. Đâu có, tao lấy bên đây là mấy bà nội ơi khơ khơ hoài.
lẫn có nhỏ nghe. Bộ cầm, cầm bộ nào? Xanh biển hả? Chị Trần Thí xanh biển 75 ngàn nè. Lấy lẫn xanh cho em nha. Lẫn xanh, lẫn xanh cho câu chủ nghèo. Kè, trên mặt đó. Ok, chị, cái này em theo 75 ngàn là em không có bóp được đó chị yêu ơi, theo á, theo á. Nè, cái tim nè. Ok, đỏ đô lẫn cho chị Nguyễn Xuân luôn nè. Đó, 75 ngàn đó chị nghe. Pyjama này là 125 ngàn một bộ đó chị nghe, lẫn rồi nè. Ê, đỏ đô nè Tiên ơi, đưa đỏ kia lại Tiên ơi, này đỏ đô nè Tiên ơi. Chá đỏ kia lại. Ờ, cái đó của chị Dần Thí á. Bảy mươi ký hả chị? 70 ký em có pyjama quần dài. Có chị nào mà chị mua quần dài em xả quần dài cho mọi người luôn. Ôi ôi mấy chị coi nè, hồng đám mây hay là hồng con gì nữa mấy chị ơi, hồng đám mây ngựa thiên thần nha mọi người, nghe đẹp không? 75 ngàn. Mấy chị biết ha, cái này là một hồi trước là 125 ngàn một bộ đó. Chị nào mua cái pyjama hoài mấy chị biết, 75 ngàn là mấy chị đang mua giá rẻ hơn giá sỉ bình thường luôn rồi đó. Rồi em còn đấm tay dài 49 ký, cầu rộng lắm rồi, rộng lắm nha. Ok nè, hoa sữa nè cho chị Nguyễn Thấm nè. Năm bộ năm màu là cho chị gì nè, chị gì quên rồi. Dạ dạ, Phạm Kim Thí nè, lấy cái này là năm bộ năm màu cho chị nè. Rồi có xe nhỏ nè, thêm vàng cho Trâm Trần ơi. Chị thêm vàng là vàng lửng hay là vàng dài? Chị vàng lớn vàng dài. Có đùi nè chị Thí ơi. Đùi thì em có em còn rớt sai nên em theo rẻ lắm chị. Em theo có 40-45 ngàn à. Ok Thấm nha. Có rồi chị Thí ơi. Rồi thêm dài là thêm vàng là vàng dài hay vàng lớn chị ơi. Rồi xe này xe nhỏ hơn nè mấy chị nha. Đây chị nào mua xe nhỏ là mua nè. 40 đổ lên 55-56 lại vừa. Gắm vàng gì cẩm tú thêm bộ 65 ký nè. Rồi mấy chị ơi 75 ngàn nha. Pyjama lửng 40-55 ký bằng đẹp. Đỏ, hồng. Nó nhỏ nhỏ thôi bà nội ơi. Ok gọi chủ nghèo nha. Rồi tôi gắm dài. Ê dài còn không? Dài lấy gì? Dài vàng á. Trời ơi nãy giờ rồi giờ này giờ nó hỏi. Chị không bấm đeo bấm thương thoại không à. Chết rồi, biết đường đâu bấm. Để vô lấy đi. Kìa, thấy dây buộc vàng kìa. Nãy giờ chưa thấy dây buộc đùi chưa lên mà chị. Rồi mấy chị nghe 65 ký nè, em còn màu xanh nè. Vàng của chị Trâm Trần. Còn bộ nữa hả? Ủa, cái này sao đứa nào mà cuộc cái này với bay? Thêm 5 bộ lõi xe nhỏ, ok chị nè. 5 bộ lõi xe nhỏ cho chị. Này, con Thi nó chắc ở đâu? Vậy cái đó là còn cây 2X chẳng. Nè, lẫn xe nhỏ cho chị 5 bộ nè. Vậy, sao không lấy, bán thì lấy ra hết rồi tự nhiên đem ra có nhiêu à? Chắc đem ra đó rồi. Lấy đỏ nhỏ, ok, đỏ nhỏ cho chị Phạm Khái nè. Đỏ nhỏ dùm Phạm Khái bộ nè. Mấy chị nghe đẹp không? Rồi mấy chị ơi 40 đổ lên nha, 55 đổ lại dời giận sóng giùm em nè. Đâu quần dài đợi siêu ok. Trời bông đẹp không mà chị, em thấy bông này đẹp đẹp không à. Rồi mấy chị nghe lấy comment giận sóng giùm em nha. Ủa lụa đẹp ha. 40-55 đổ lại vừa nghe mấy chị nghe. Rồi em lấy comment mấy chơi màu trắng nè. Màu trắng nha, màu hồng nè. Màu hồng dâu nè. Màu vàng nè. Hoa đen nè, hoa sữa nè, xanh đen nè, rồi xanh Coban giùm em nè. Đó. Một bộ là 75 ngàn mọi người nha, chị yêu là lấy comment màu. Bé mấy chị nghe dễ thương không? Cực kỳ dễ thương luôn mọi người nha. Rồi chốt liền em mấy chị gái nha. Xe nhỏ đó, xe M. Xe M mấy em nè. Rồi lỡ còn gấu xanh nè, 65 là vừa gấu xanh nè. Chị Trần Thí gửi luôn khỏi điện nè, ok nè. Rồi 65 nó lại vừa gấu xanh giùm em nha. Vậy nào lấy gấu xanh chút gấu xanh giùm em mấy chị. Ồ gấu xanh dễ thương cho. Gấu xanh nè. Rồi con ngựa xanh nè.
Chị nào lấy xanh comment giùm em xanh. Mày con gì đây? Cái má nó ngồi bỏ bill không mà cũng mày 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 đưa cho ổng bỏ đi mất thêm mới gì mày ngồi mày bỏ gì cơ kêu ông Thiện ngồi đó làm chi vậy? Rồi con ngựa xanh mà ngồi nghe. Sáng ra mới vừa con ngựa xanh. Ta tin cánh giờ là 70 kg không bây giờ. Rồi chị nào lấy ngựa xanh comment ngựa xanh nha. Ủa mấy chị nghe đẹp không? Gấu xanh, ngựa xanh. Rồi gắm xong làm cái đưa màu lên cho chị kia coi coi. Nè lấy coi cái này đi. Hết phải không? Còn có hai màu hả? Ờ đúng chưa? Còn ba màu, hai màu xanh, hai màu khác nha. Màu nhau. Đó. Rồi mấy chị ơi, gắm 65 cái còn hai màu, ba màu nha. Màu vàng. Màu xanh 1 nè mấy chị nghe với màu xanh 4. Chị yêu nào chốt comment em nha. Lấy cho chị 5 bộ đùi luôn phải không? Ok chị nè. Đùi có 45.000 à chị gái nha. Đây mấy chị, đó. Chị yêu nào lấy comment nào chị gắm giùm em nè. Gắm là 75.000 mấy chị gái nha, size 65 nó đẹp giùm em nè. Rồi còn ba màu gắm. Lên ba, còn ba màu gắm mọi người nha. Xanh tư. Vàng. Cái lại xanh nãy xanh 1 mọi người đều comment nó xanh 1. Đó, còn ba màu gắm đó mọi người nha. Quần đùi phải không? Rồi để em móc ra liền, em móc ra liền mọi người nghe đợi em xíu. Rồi mấy chị nghe bộ này size 6 mua đó là đẹp giùm em nè. Đây mấy chị, 60 kg đó lại vừa quần dài. Cái này có vải như cái bùn lửng mọi người nghe mà này bộ quần dài nha. Rồi size 2 này là 6 mua đổ lại giùm em. Chị nào lấy chối em 85.000. Màu hồng, màu sữa, màu đỏ. Màu đỏ mọi người nghe, đỏ gấu nè. Đỏ hoa. Cam, chị Kiều Nhi xin 1 số ngồi đi chị. Rồi chị yêu nào lấy quần dài này chốt dài nha, 85.000. Ờ. Cho em xuống hỏi lên. Ati còn bao la chị ơi. Bữa đó tôi like quá trời và không chịu vô mua. Bữa đó chị kêu lên Ati số 1 đi mọi người mua mấy chị phải kim chị đúng không? Bữa nay không like Ati chị chạy vô chị kêu lên Ati hoài. Tới hồi lúc like các bà đi đâu mất tiêu. Bà kêu mà bà không đợi mình. Chị kêu mà chị không chịu đợi em. Nó có lúc em like quá trời luôn không thấy chị. Rồi cái ngày hôm sau các bà chạy vô bà kêu. Cái bữa nay mà chạy vô bà kêu nữa. Giờ like Ati là còn hai đứa mình đó. Rồi mấy chị gái nghe lấy comment đỏ giùm em nè. Đẹp ghê mấy nha, 60 đó là đẹp giùm em nè, 85.000. Lấy hồng dài. Ok, hồng dài 85 chị lon chằng nè. Rồi màu đỏ, màu cam. Màu sữa. Màu hoa đỏ mọi người ha. Với lại con gấu đỏ mấy chị nha. Nó giờ đụng nào lai đó là chứ giờ hết biết đường luôn rồi. Quá thứ đồ luôn rồi mấy chị. Đây nè, nó pyjama nữa nè. Nhà em mấy chị đừng hỏi pyjama, từ đây ra tới trước là biết bao nhiêu bộ pyjama nói, đâu có nhớ đâu. Khói ly đi chị ok. Khói giấy ok. Rồi 60 đó lại vừa mấy chị gái nha. Mở bộ hồng chị coi ok. Cái gì bà nội? Hai má đi, bớt đi mấy bay ngoài đó bớt đi. Rồi xanh gấu giùm em nè. Hồng nào chị? Hồng ta lấy rồi. Sữa 60 kg cho chị Yến Nguyễn nè. 85.000. Rồi gấu xanh giùm em luôn mấy chị nghe, 85.000. Này là 6 mua đổ lại mấy chị gái nha. Vậy nào mà 50-55 là nó hơi rộng nha. Rồi cho em mấy chuột nè. Đó con chuột xanh giùm em 85.000 chuột xanh. Đó, hồng người ta lấy rồi đó, mở bộ hồng. Mở bộ bông ha. Trời ơi mở bộ bông đọc bộ hồng. Hello chị Loan. Rồi bông này chị. Đó bông đỏ cái này chị Đặng Thắm 52 kg đẹp nha. Chuột xanh 85 như chị Nguyễn Thắm nè. Ok. Rồi bông nè chị, bông em có bông đỏ ha. Bông đỏ rồi bông gì đó tiêu rồi. Tao nhớ bông đỏ với bông gì. Bông sữa tao lấy rồi, còn bông đỏ rồi chị ơi. Rồi cam chữ giùm em nha mấy chị. Đó cái size này là gọi là size 1X như 1X đó mấy chị nha, 60 đổ lại giùm em nha. Còn chị nào 50-55 kg là mình bận thích bận ôm á nghe, ví dụ như mình 51-52 kg mà mình cao 1m50 á. Là bản này cho em nha. Rồi cam chữ giùm em mấy chị ơi. 85.000 pyjama cam chữ. Ôi ôi mấy chị nghe. Rồi con này em hết biết con gì luôn mấy chị ơi. Chứ mã vàng đi. Vàng mọi người nha. Chị lấy vàng chút vàng giùm em. 85.000 mã vàng. Cái đó vàng không mọi người nghe. Con này vàng chữ nè. Đó. Vàng chữ mọi người nha. Cho em coi đồ 75 ok. Ok chị Cẩm Tú nha.
Rồi lấy comment vàng chữ mọi người nha. 6 mua đó là đẹp giùm em, 85.000 vàng chữ. Mà chị Phạm Phú ơi, đồ 45.000 còn có hai màu cái gì kìa. Rồi đổi dưa hấu nha. Đổi dưa hấu giùm em nha. Đồ gì vậy? Sale đồ gì lon? Rồi đổi dưa hấu giùm em, ai để đổi dưa hấu chút, đổi dưa hấu. Rồi hồng sọc mọi người nha. Đó, cây này là size 60 đổ lại giùm em mấy chị, 85.000. Giờ nào lấy hồng sọc, chút hồng sọc giùm em nè, hồng sọc. Rồi, xanh đen. Lấy chị bộ cam. Ok, cam cho chị Đặng Thắm. Đồ dây. Rồi lấy comment xanh đen mọi người nghe. Đồ dây hả chị, đồ dây chưa lên mọi người ơi. Rồi lấy xanh đen sọc, comment xanh đen sọc giùm em nè. Trời ơi, cái bộ sọc này đẹp quá mấy chị. Đó. Lấy bộ chân dài. Lấy bộ chân dài là bộ gì vậy? Bộ chân dài là bộ gì vậy ngoại? Anh Thiện đưa em đến nước cam coi có nước nóng gì coi. Bộ chân dài là bộ nào? Comment lại cho coi, cục vàng ơi. Rồi xanh đen em nè. Bộ xanh đen sọc đẹp quá ha. Cái nào uống cũng được hết trơn. Quần đùi hả? Quần đùi đâu rồi Tiên? Bữa đó thì chắc hết cái gì rồi. Còn không? Quần đùi mà sale 45.000 nữa mới vậy. Rồi 65 đẹp mấy chị ơi, đùi đỏ giùm em nha, 45.000 còn 3 bộ đỏ. 45.000 mấy chị gái nha. Đó, lấy bộ chân dài, muốn biết bộ chân dài là bộ nào nè. Rồi có chân ngắn được không? 58 đến 52 bạn vừa không? Có bụng ngực không? Bung ngực không hả? Đồ cầm lửng có xe nhỏ không? Đồ đỏ thì chị Diễm bộ này có chị, xe nhỏ hồi nãy đâu rồi, lấy tin em ra chị. 6-7 kg cao nhiêu chị Trang Thùy ơi? Nếu mà hơi thấp thấp là nó bị bung cái ngực nha. Rồi đỏ 45.000 mấy chị. Chị nào để đỏ comment đỏ giùm em nha. Lửng có xe nhỏ quá trời luôn chị, xe nhỏ 75.000 luôn chị yêu ơi. Mày cái nút bóp vô là hết bung. Lấy 5 bộ chưa em? Em chưa thấy nó nè chị, không biết Thi nó chắc ở đâu nè chị. Đâu nằm đâu đâu, đây đây thôi chị ơi. Đổi 45.000 cẩm duyên cho số điện thoại cẩm duyên ơi. Rồi mấy chị nghe pyjama cánh dơ, này đẹp lắm mấy chị, dễ thương lắm. Nói chung là vải em ba mọi người luôn nha, còn ít nè, sale cho mọi người luôn. Bộ này mấy chị gái nghe, 6 mua đổ lại thôi nha. Ok, đổi 45 chị quậy su nè. Gấm xanh 75, xanh đậm hết xanh đậm rồi chị ơi. Đậm nãy là vậy nè. Có xanh 2 với xanh 1, có lấy xanh nào cũng cho em xanh đậm. Nhìn này sao đắng dữ ta. Anh đưa cái này giống nhau rồi, cái kia kìa. Cái dưới đó cái cái mới thì dính đó bà ơi. Ok chị Thúy nha, gửi luôn khỏi gọi nè. Nè xanh em còn có hai màu xanh này nè chị. Đó, hai màu xanh nha. Hai màu xanh này chị lấy xanh nào được xanh lấy nè. Rồi cái này ai lấy có 75.000. Dạ. Con kho. Ai à? Chị không cá không? Ăn chạy chạy luôn. Con kho đó. Ăn quá. Rồi đen giùm em 75.000 mấy chị ơi. Dạ mày coi ăn quá. Ủa mấy chị nghe lụa đẹp ghê luôn nè. Rồi 62 đó là đẹp giùm em nè. Cái mã đen. Đen 75.000. Tưởng là nó chơi nó không ăn. Ăn mẹ. Chị thị lại bạn không vừa nghe chị lại ơi. Rồi vàng giùm em mấy chị gái nha, 75.000. Đó. Chị Loan Trần ơi, có gì chiều bên em báo cho chị tiếng hàng nha. Chứ giờ ở đây toàn là dân áo đá không mà chị ơi. Không có con lính kia, lính kia này nghỉ đám dỗ rồi chị. Dân giờ áo đá không mà chị đưa vô một cái là nó làm ra từ lứa hết trơn. Tại vì phải không, bên em chắc là theo số điện thoại hiểu không. Một người là chung số điện thoại hết trơn nha. Đang 75 kìa. Ok chị Ngọc Nguyễn, chị Ngọc Nguyễn lấy màu gì vậy chị Ngọc Nguyễn ơi? Ok Ngọc Nguyễn đen nè. Rồi em hết đen rồi, nghe đen còn có bộ à. Rồi em còn vàng đỏ mấy chị ơi. Chị Cẩm Duyên ơi, là chị Cẩm Duyên là ai vậy ta? Nãy chị Cẩm Duyên, à Cẩm Duyên là đằng kia phải không? Cẩm Duyên lấy bộ đùi 45.000 nè. Vàng 75.000 Trần Tiết Mai nè, ai phụ mà nói ngáo đá. Ông Lâm với ông Thiện là hai ông ngáo đá đó.
hai ông mà chốt một hồi là nói chuyện là sùm bắt ngã hết trơn á. Rồi lấy đỏ chữ comment đỏ chữ giùm em 75.000. Đen hết rồi chị giỏi Mỹ Mỹ ơi, đợi đen hết rồi chị. Đen hết rồi chị ơi. Em hết đen rồi mọi người nghe. Đẹp chứ mấy chị. Ôi ôi mấy chị nghe rồi chữ giùm em luôn nè. Ồ đẹp giùm em nha. Ok, đỏ 75 nha chị, hạnh phúc bộ đỏ nè. Rồi còn mấy chị ơi comment là chữ giùm em nè. Đen chữ 75.000. Cái này em không biết nằm đâu luôn. Chị lại yêu dấu ơi, cái này cho bạn không vừa nghe chị yêu ơi, sáng nay lại đẹp nha. Cái gì? Chị nó mua cho em chị mà. Ai? Lại á, chị lại đó, chị nói chị mua cho em chị nha. Vậy hả? Vàng 75 kìa. Ok, đỏ cho chị Thị Lợi một bộ nè. Vàng còn không? Hết hết vàng, hết đỏ luôn, đỏ trên đó là đen rút xuống. Cái gì? Đó còn. Xe lớn hả chị? Rồi Alex comment ca mềm em nè. Đỏ còn không đi? Rồi em còn chữ mà ngồi nghe, chữ đen. Còn hả? Ok, chữ đen cho chị lại nè. Ấy lộn, bấm lộn nghe mà ngồi nghe, chữ cho chị Dương Hiếu. Chữ Dương Hiếu nha. Đỡ chị Thúy Lan, Thúy Lan không có lo đen nghe chị Thúy Lan ơi. Rồi em còn cam, đưa bộ đỏ cho em coi. Cam đó và đỏ mọi người ơi. Mong hả? Chị kêu comment vàng phải không? Ừ, có ai à? Chị Trần Tiết Mai. Đúng rồi, chị Tiết Mai comment vàng đó. Còn bộ chữ này có chị Thúy Lại gì á. Ừ. Lên một đồ hình con thú hả chị? Bữa nay con lính nó đi á, mà vậy nghe ngáo đá nè. Rồi đen chữ em hết luôn á, vậy nghe lên đồ hình con thú hả? Rồi bây giờ đen chữ em hết nè, em còn màu đỏ chữ. Cam cho chị Nana nè. Naha, Naha này như quen phải không? Còn đỏ xích nữa nè. Đỏ xích hay cam? Được rồi, cam á, đưa cam được gì là cam chị. Rồi còn cam với đỏ mọi người. Cam cho chị Lành Trinh nè. Đen hết chữ rồi, đen hết rồi. Cam ơi, đưa cam chị Nana ơi. Cam còn không đi? Cam cho chị Hiến Lành nè. Rồi còn cam với đỏ thôi mọi người nghe, 75.000. Chị nào mua rồi là biết là đẹp cực kỳ nha. Ok chị nè Hana, tại vì chị mua bên trang cá nhân. Rồi còn cam và đỏ mới chơi, comment đỏ giùm em nè. Cam đỏ nghe, đen em hết mọi người nghe, còn cam với đỏ. Chị Hiến Lành có đỏ có cam mà chị ơi, giờ còn cam với đỏ mọi người. Cam cho chị Lợi nè. Còn không? Mọi người ủng hộ em hết cái này đi mọi người, bán có 75.000. Cho em chữ đỏ, ok, chữ đỏ chị Diệu Nhi, bộ chữ đỏ nè. Đẹp lắm á chị nghe, lụa đẹp cực kỳ luôn nè. Ồ, đẹp xuất sắc mọi người nghe. Cái gì? Rồi còn hai màu trên da em mọi người nghe, 75.000. Đẹp cực kỳ mấy chị. Rồi có đơn quăng vô mọi người nghe, đôi dép em sale có 40.000 nè trời. Im quá. Dép 40.000 nó có, em còn màu này với màu xanh mấy chị nghe. Giá 40.000. À, chữ đỏ chị Trăng thì vừa không? Cái này 62 đổ lại vừa mọi người nghe giùm em nha. 50 đổ lên, 62 đổ lại đẹp giùm em mấy chị ơi, giá của nó là 75.000. Mọi người nghe gọi giùm em số ký nha, để mình bạn không vừa nha. Rồi dép 40.000. Hàng này là hàng pha xì ken nha mọi người nghe, chứ không phải là hàng chính hãng, mấy đi là Thái Lan đâu mấy chị gái nha. Ok chị Trăng thì mua giùm. Ok chị. 75.000 mọi người ơi, còn hai bộ. Mọi người ủng hộ em coi mọi người ơi, treo lên bộ coi chồng ơi, 75.000 này còn hai bộ luôn hả, sale luôn. Quần rồi, quần đồ hình con thú rồi chị ơi, để em kiếm. Để em kiếm, không biết chồng em giục đâu, ở lộn thì nó. Nó bữa nay nó nghỉ mọi người nghe, nên em không biết nó chắc ở đâu nè. Ôi ôi, thương cho mấy chị nghe, rồi 62 đó lại vừa nghe. Còn rớt hai bộ mọi người nghe, ví dụ như này mấy chị. Màu đen hết trơn nghe chị Trang thì ơi, khỏi vớ chị yêu. Hết rồi. Bộ này hả? Đây mấy chị, đùi có tay nè. Này hàng Quảng Châu nha. 85. Ừ. Rồi mấy chị, 65, 67 đổ lại vừa nghe, 50 đổ lên mấy chị bằng cũng được nó, tại này là phong rộng giùm em nè, 85.000 bộ. Nó có 4 5 màu vậy đó mấy chị. Chị nào kêu lên này hả? Đây. Đây mấy chị, bộ này 85.000 em nha. Rồi bộ này lấy chốt mấy chị nghe, đẹp quá ha, lửng, đẹp ghê luôn. Rồi cam cho chị Trang Nguyễn Trang bộ nè. Nhanh luôn mọi người nghe, 55.000. Cam 75 cho chị Kim Dậu bộ, Kim Diệu bộ nè. Rồi mấy chị cho em mã đỏ 55.000. Cam 55.000. 62 đổ lại đẹp mấy chị ơi, lửng nha.
con này lửng lửng mọi người nghe, rồi cho em 55.000 mấy chị yêu ơi, thấy thường ha. Đó cam 55, đỏ 55 vậy quá trời ha, trời tới luôn ha. Trời ơi, ok cam 55 chị Nguyễn Thắm hết, lấy bộ lỗi đi coi. Rồi bộ trên vai, ok vậy Trang thì lấy bộ đen trên vai nè. Rồi em hết mọi người nghe. Chị Thanh Thanh này chị ngơ. Ủa cái khúc em đưa rồi áo khoác lên chị đâu chị, trời ơi bà vừa kêu áo khoác lên đi là em lên áo khoác liền. Chị Tiên Hồ lấy bộ được không? Mọi người ơi, mọi người yêu cầu mọi người cũng phải ở lại coi em like nha chị, lúc mà chị kêu là chữ đỏ 75 cho chị Trần Miễn bộ nè. Chị kêu lên áo khoác là em lên liền luôn á. Đây nè chị, 115.000 áo khoác nè. Rồi hai bộ đó hết mọi người nghe, bộ 55.000 hết đó. Nè, màu riêu, màu xanh bơ, màu vàng, màu đỏ rồi tươi, đỏ đô. Ủa dù gì vậy chị đẹp, em lên cho chị nãy giờ áo khoác em cầm lên 3 quận rồi đó. Lửng. Chị Hương Trần lửng đỏ đi. Ok, chị Hương Trần. Rồi cái này quần đâu mấy bà nội? Thôi à. Đây nè, quần đây nè. Rồi mấy chị ơi, ai lấy chốt của em nha. Trời ơi đẹp chưa? Quá đẹp luôn mọi người nghe, 85.000. Này là đồ Quảng Châu hàng xịn mọi người nghe, cái này tao bán tới 150, 140 luôn. Rồi, đó mấy chị gái nha. Đó, quá đẹp luôn, 85.000. Chị rồi lấy chó em mọi người nghe, 85.000 bộ đó. Cái gì? Ờ, khúc này là khúc gì vậy mấy cha? Tùm lum cho vậy. Còn hai bộ này không lấy luôn đi mấy chị. Ờ, giấy nữa nè. Đây nè, đưa giấy bự nè. Chị Nguyễn Xuân ơi, thật sự với chị luôn là bây giờ em đang tìm quần đùi mà chưa có biết nằm đâu nè, con Thi nó chắc. Con Thi nó chắc rồi nó giục đâu em không biết nè, Tiên biết không? Đỏ chữ 62 cái ôm nghe chị Lê Lãnh ơi. Đơn của chị Quyên Trần đi rồi, em chụp qua chị Khơ Thiên đi rồi chị. Em chụp qua chị Khơ Thiên đi rồi. Cái gì Tiên? Ok, 85.000 cho chị Trần Miễn bộ này, có nó đưa đủ màu chứ coi. Ok, chị Nguyễn Trang nha. Có loại có cổ không? Ừ, thầy chị hỏi gì đi chứ nãy giờ em dơ 3 quận rồi đó. Phải gọi là có nón rồi chị gái nghe, cái áo nào không có cổ chị. Cái nào không có cổ chị gái, nón mà không ai không cổ sao mai được đúng không? Phải gọi là áo có nón mà không nón nghe ơi. Chứ hỏi gì biết đường trả lời nè. Rồi, Bùi Duy Mai, chị Nguyễn Xuân ơi, thông cảm thì chị giờ không biết đường kiếm rồi. Không biết được kiếm thằng lính nó đi bữa nay nghỉ đám giỗ rồi. Cái gì bà? Cái gì? Bà hỏi đùi bia, đùi bia ma xe 45.000 á. Tao sách ra nãy giờ không ai tao giữ. Vậy hả? Rồi lấy hồng giùm em hồng nè, 85.000. Hồng 85.000 đó. Mọi người nếu mà mấy chị yêu cầu mấy chị làm ơn mấy chị ở lại mấy chị coi em like giùm cái mấy chị ha. Còn mấy thì chừng nào mình quản đó mấy chị, mình coi nghe chứ mọi người là gì tội nghiệp em, đúng không? Ai cũng đợi hết trơn chứ không phải là một người đợi không đợi. Quen. Lấy bộ đen cơ. Rồi riêu em mấy chị ơi. Riêu 85.000 mã riêu. Hồng riêu. Đây nè. Đó. À, áo đó tay dài phủ bằng tay không chị, cái nào? Phủ nghe chị, nghe phủ nghe, lấy cho em cái một ít mặn vô bên hai. Riêu cho chị lại nè, 85.000 bộ riêu nè. Ừ. Không có cái này nào mà sao một ít mặn vô. Có đỏ nữa đó. Áo khoác xanh riêu 65kg chị Cẩm Duyên nè. Ok nè. Riêu 85.000 chị Kim Duyên nè. Còn nha. Riêu 85.000 cho chị Nana nè. Áo một ít đây bạn, có một ít đó cho bạn bay ít vô nó rộng lắm. Rồi nè mấy chị đùi nè 45.000. Rồi size này size số 5. Size số 5 này là nó mô A Di Đà Phật à. Rồi 50 tới 60 kg bạn đẹp mà ngồi nghe giá của nó là 45.000. 45.000. Hôm đó lên vậy Nana. Trời ơi mấy chị, em cũng thật sự mọi người nghe, hiện tại là em Hương không uống thuốc cái gì hết trơn luôn. Em không uống thuốc gì hết trơn mọi người nghe, nó chỉ ăn không á mà mập vậy đó. Chị Nana cũ. Ừ. Nè để em bạn gáo khoác cho mọi người coi nghe, đẹp lắm. Còn áo khoác có nón bao la nữa chị nghe, đợi em xíu, đợi em xíu mọi người nghe. Chị nào cũng kêu lên hết trơn mọi người mà mấy chị không chịu coi gì hết trơn, còn nghiệp em. Đây mấy chị nghe, nó có cái tay lỗ luôn nè. Mấy chị muốn xỏ lỗ thì xỏ nghe, còn không xỏ thì thôi. Đây mà ngồi nó che vậy nè. Nếu mà chị xỏ lỗ thì nó sẽ che bàn tay của mình nghe. Cái này em bận một ít nè. Hồng 85 nè, cho chị Cẩm Duyên luôn nè.
Đây em bạn size nhỏ nhất mà ngồi nghe nhỏ là 55 đấu lại á. Đó. Đây mấy nha. Nó chị muốn kéo lên tới trên thì kéo nha, còn kéo dưới kéo, còn mấy chị muốn sọt ngón thì sọt, còn không sọt ngón thì mình gỡ ra mà ngồi nha. Đây. Đó, không sọt ngón thì nó tới đây mà ngồi nghe, nó phất cái chỗ này. Còn nó mấy chị sọt ngón thì nó sẽ che lên ở đây. Đó, Bima 45.000 đủ màu, ok chị yêu. Rồi chị yêu rồi lấy chốt nha mấy chị nha, 45.000. À, lấy em một bộ màu riêu, màu hồng. Cái gì? Vậy lấy em một riêu, một hồng. Là một màu là sao? Là ý là mỗi bộ, một cái bộ, một màu là hai bộ, hai màu đó. Là chị lấy một bộ riêu, một bộ hồng đó. Rồi đùi, đùi 45.000 mấy chị gái nghe. Đây hình con thú nè, màu xanh nè, màu xanh mấy chị gái nghe, màu hồng nè, màu xanh, màu hồng, màu đỏ, hồng vợt. Rồi chị yêu là lấy chốt mà em 45.000. Có nghe cưng ơi, áo đen, áo khoác có màu đen với màu đỏ nghe, là em bạn xe 2 đó nghe Lâm Thảo ơi. Em lấy em bạn xe 2 đó em ơi. Rồi đùi 45.000, chị yêu là lấy đùi, comment đùi. Nói chung là quá rẻ mọi người ha. 45.000 thì mấy chị nghĩ đi. Đó, nội tiền công người ta mai hết bao nhiêu rồi. Mà cái này là tại vì người ta, nói chung là mọi người ơi, dịch bệnh người ta bán không được nên người ta xả kho mới có cái này á. Chứ bình thường bộ đùi này rẻ nhất gì cũng 75.000 á. 50-60kg bằng vừa nghe chị Xuân ơi. 50-60kg bằng vừa bộ đùi này mấy chị ơi, 45.000 bộ nè. Dạ, vậy ngủ dắt nó đi chị. Vậy ngủ dắt nó đi chị ơi, chứ giờ em hết chỗ ngồi rồi chị ruột ơi. Em yêu cầu rồi, em yêu cầu chị nói giờ em muốn ba lơn luôn rồi chị ơi, thông cảm em đi chị gái nha. Chị ngủ đi em nhắc nó giùm em đi, rồi nào thức dậy rồi báo em. Hai bộ một kiểu. Chị tính ừ. Áo khoác 115.000. À rồi, em lấy chị bộ hồng tập với bộ... Hai bộ một kiểu, chị ý cho nói là hai bộ có một kiểu á Tiên ơi. Rồi em lấy hồng, cầm anh hồng em 45.000. 50-60kg nè mấy chị dòm nè. Mọi người yêu cầu em ôm ra giờ này, cái chỗ em ngồi em không có ngồi được luôn, em ngồi chầm hổm nó mô như là mặt nè. Em ngồi chầm hổm luôn nè mấy chị ơi, nó bây giờ mọi người kêu lên áo khoác nữa mà trong khi đó lên chị không có coi. Đó em nói với mấy không chị, mấy chị buồn. Nè chỗ em ngồi vậy em không có chỗ ngồi luôn nè. Không có chỗ ngồi luôn á. Lấy cho chị đi hết. Cho em bốn màu khác nhau đi được mấy màu xanh. Rồi, nhỏ quần đùi 40 kg hả? 40 kg có. Áo vàng size 3 em, cái là lấy cái gì? Chị lấy cái nào, lấy áo em mặc hay là chị lấy cái kia, còn cái kia thì đợi em xíu đi chị gái nha, tại giờ chỗ em ngồi hết chỗ ngồi rồi nè. Rồi chị Hương lấy hết hả? Hết rồi coi, còn vô bộ có 45.000 bộ rồi, trời ơi cái đó là em xả kho đó mọi người nghe, chứ không có giá đó đâu. Em bảo đảm á, chị lấy 200-300 bộ cũng có giá 45.000, tại vì em lấy số lượng lớn. Hết. Lấy rồi chị, nó hết. Rồi. Quần đùi mà size 40kg hả? 40kg hình như số 3 đó, cây số 3 á Tiên. Để nó lấy chị lấy mấy bộ. Chị lấy mấy bộ chị yêu ơi. Cái gì? Hồng Bi. Ừ. Còn cái Hồng Bi cho chị Hoàng Yến nè, còn số 3. Có bao nhiêu đây nè? Thì số 3 hết hả? Hết trơn rồi đó. Phải không? Chị em ta kiếm được, ta nhổ lông hai đứa bay nha. Quần đùi có bé gái có không chị? Bé gái nhiêu ký? Tiếp cho em, chị Cẩm Viên cho số điện thoại lên đi, chị bên em điện. Là... chiều điện đó, ok điện rồi. 45.000 đỏ xanh cho chị Subin, ok rồi mấy chị ơi. 65 lại dừa này, tiếp tục bộ giấy mọi người nha. 65-67 lại dừa. Áo giá áo khoác này em đăng like là có 115.000 mấy chị ơi, 115.000. 30kg 5 tuổi là nhỏ lắm mấy chị nghe, hỏi gì chị Bình Phê. À 30kg 5 tuổi hiện tại em không có, em có đầm được không, đầm được không chị? Rồi lấy giấy rồi, bên giấy mọi người nghe, má 1 65 lại dừa, má 1. Em tiếp tục là chương trình em theo giấy mọi người nghe cho nó hết chỗ nấy giấy nè coi trời. Mấy chị. Rồi 40-52 cái bạn đẹp mọi người nha. 99.000. Chị nào lấy coi anh mã 2 nè. Quần chính tắc nha. 40-52 cái bạn đẹp mã 2. Anh hai ghi mã 2 em coi. Này mã 1 chị Thu Thảo lấy hai bộ đùi. Ok. Chị Thu Thảo. Ừ lấy hai bộ đùi Thu Thảo. Ok chị Thanh Thanh lấy áo thân mặc theo 3X. Cái nào mã 1, cái nào mã 2 vậy? Đây nè chị, đẹp lắm, 115.000. Mã 2 phải không? 115.000 năm mặt. Pyjama bao nhiêu? 30kg là con nít không có rồi chị yêu ơi. Rồi mấy chị gái nghe, 50-55kg bạn đẹp em nè.
Rồi mã số 3 giùm em mấy chị ơi, 99.000 bộ nha. Chị lấy 3 comment 3 giùm em. 50 55 cái bạn đẹp mã số 3, ai lấy 3 chút 3 giùm em. Quần đùi 65 cái không có rồi, hết rồi. Rồi, 65 67 lại vừa mấy chị gái nha. Trời bộ tím đẹp quá vậy. Rồi lấy 4 comment 4 mọi người nha, mã 4 giùm em. Đó, cây này mà em xem mọi người có 99.000 bộ thôi. Đẹp ha. 65 67 lại vừa mã số 4. Ai lấy 4 chút 4 giùm em. Đó. Rồi. Ok, mẫu đùi không, đợi em xíu, hai bộ đùi. Xanh biển với hồng dâu còn không tiên? Cái gì? Cái này cái gì? Mày lấy chị Hương cho. Lấy chị Hương 5 bộ 5 màu đó. Nè, lấy chị cái đó bi với nghe nè. Rồi nè. Áo khoác có màu trắng không? Chị ơi màu trắng là có áo khoác con bò nha. Rồi chị Tiên Hồ ơi, bây giờ xanh biển em hết nha, em còn màu đỏ nè. Màu hồng sọc nè. Rồi màu hồng hình nè chị, được không? Rồi áo khoác em đang mặc mọi người nghe đây nè, size 55kg nè. Em mặc màu vàng phải không, màu ruốc nè. Màu em đang mặc là vàng đậm nha, nó có lộn vàng tư. Vàng tư mấy chị nghe là vàng giọt á, vàng giọt, vàng đậm nè. Màu bò nè. Màu xám nè. Màu đỏ nè. Đỏ nó cũng có hai đỏ mọi người nghe, đỏ tươi, đỏ đô. Rồi à, 3S65kg bạn vừa đó chị ruột ơi. Rồi màu hồng á chị ha. Màu xanh đen. Ở một ít nó còn nhiều màu nghe mọi người nghe, một ít nó có nhiều màu. Màu bò. Màu sữa. Rồi chị yêu rồi đấy, comment màu em ha. Giá có là 115.000, áo khoác em đang mặc là size 1XL. 1XL là 40 đổ lên rồi nha. 55 56 là đẹp giùm em. Nếu mà chị nào 55 56 không thích bạn ôm thì mình nhảy qua bạn số 2. Nghe mọi người nghe, áo khoác thì tùy theo sở thích của mỗi người nha. Tại vì áo khoác mình có thể là bạn rộng được nha mọi người nha. Áo khoác 75 kg có chị ơi, mà áo khoác 75 kg hiện tại em có áo khoác đá được không? Còn hoặc là áo khoác thun thun thể thao nha. Rồi chị em là lấy bộ áo đang mặc cầm em ha. Cái này là size nhỏ mọi người nghe. Ở size nhỏ là em còn màu nhiều nha, còn 3X hôm qua em bán muốn hết trơn rồi. Đa số mà chị 3X nhiều. Vậy đó. Rồi chị em là lấy chốt em ha. Rồi đùi 45.000 nè. Đó, chị Tiên Hồ xanh biển hồng dâu hết trơn rồi, em còn đỏ nè. Đó, đẹp ha, 50 60 kg bằng đẹp mọi người nghe, 45.000. Hồng đậm giùm em á chị nha. Nó là lấy hồng đậm, bên hồng đậm giùm em nè. Đổ mồ hôi thì lau cho nó khô đi rồi tắm. Áo khoác lại giá rẻ cô tông nghe chị Hồng Phượng ơi. Rồi lấy hồng giọt, comment hồng giọt mọi người nghe, 45.000. Hồng giọt mọi người nghe. Rồi ba nó mới thì chốt nó tiêu rồi tên. Rồi hồng giọt mọi người nghe, hồng giọt đỏ giùm em á, hồng giọt hồng đậm với đỏ mọi người nghe, giá nó 45.000 bộ đùi đó mấy chị. Chị em lấy đùi chút đùi giùm em nè. Áo khoác em mặc màu đỏ đô, ok chị yêu nè. Đây đỏ đô chị Tiết Nga có 115.000 mọi người nghe, bên em có giờ thêm áo khoác đính đá nữa kìa. Ôi ôi mấy chị nghe dễ thương không? Rồi chị ơi có đồ tôn đùi không? Có nghe chị. Hồng giọt, ok hồng giọt 45.000 cho chị Loan Trần nè. Lấy bộ quần dài 45kg mặc đi. Đây chị. Đây. Bộ này mọi người nghe 45 cho tới 52kg bằng đẹp giùm em nè. Rồi cái mã giấy vàng mọi người nghe, 99.000 nè mấy chị. Đẹp không? Rồi cái mã giấy vàng giùm em. Giấy vàng. Rồi 65 lại vừa. Ba ít mà còn màu xanh, màu đỏ đô. Rồi lấy bộ này với mã đỏ mọi người nha. Đó, 60, 65 cái bằng đẹp mọi người nha. Rồi lấy bộ này với mã 37 mọi người nha. 37 giùm em, 99.000 mã 37. Đùi có cánh không em? Đùi có cánh là đùi gì chị? À, em một cái áo khoác đỏ đô 63kg chị, em mua giùm cho mẹ. Em mua cho mẹ, ok. 63kg mua cho mẹ, Lam Thảo. Mã 37 chị Lê Diễm, ok.
áo khoác em đang mặc màu xám, ok chị yêu nè. Xám thì chị Thu Ngô nè, đây chị xám nè, xám này xám lông chuột đó chị. Xám lông chuột đẹp lắm. Rồi mấy nha, 60 đó là đẹp giùm em nha. Đùi có xanh không á chị? Có xanh mà hết xanh hả chị yêu ơi, em còn màu đỏ. Màu đỏ, màu hồng thôi chị ơi. Rồi 50-60kg bằng đẹp mà ngồi ngay chứ mã 8 nè. Đó, mã 8 quần dài mấy chị ơi. À lấy 8, mình 8 em mã 8. Bộ này size nhỏ nghe chị Diệu yêu dấu em ơi. Bộ này là size 55 nó lại vừa nghe chị Diệu ơi. Chị ơi, Diệu mua cho ai? Đây, còn thêm thấy chị Diệu hay mua size 55-62 nè. Bộ giấy vàng này dễ đẹp lắm nghe chị gái nha. Đó, mà bộ này có 55 nó lại thôi à. Đùi 40kg bạn vừa không? 40kg hay chị 40kg hơi rộng rồi chị ơi. Có số 3 nè mà em thấy không biết con tiền nó nè, con thi nó chắc ở đâu nè. Ở giấy vàng nó có hai bộ luôn nè. Vàng hàng Quảng Châu mọi người nghe. Đẹp quá. 99.000 bộ mọi người nghe, giấy vàng em có hai bộ nè. Bạn cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Rồi mấy chị nha, 60-65 đó là vừa nè. Rồi lấy bộ này chứ mấy giấy nâu nghe mấy chị nha. Đó, giấy nâu giùm em, cái này chị nào không thích bạn rộng á là 67-68kg lại giùm em nha. Bộ này form nó hơi bự. Bộ này form nó bự rồi mấy chị nha. Đây lấy comment giấy nâu. Giấy nâu mọi người nha. Đây quần chính mắt ha. Ờ. Mã 8 chứ chị gái Út Trần. Ok chị yêu, mã 8 là bộ này nè. Ok chị Diệu lấy bộ giấy vàng. Đẹp lắm á chị, em có hai bộ nữa. Chị Kim Phương. Ôi mấy chị nha, đẹp ha, không biết này lửng hay dài. Rồi bộ này chính mắt mọi người nha. 50-60kg bằng đẹp mọi người nha, chứ mã chữ sữa nè. Đi đâu anh Thiện gì nãy nhà đi trời coi. Con nhỏ nhỏ vậy lớn tắm gì kìa. Rồi 50-60kg bằng đẹp mọi người nghe chữ sữa. Lên lửng đuổi, lửng đuổi là cái gì chị? Là đủ chính mắt hay gì? Rồi ok nè, giấy xám thì chị Cẩm Duyên. Là giấy này đó đi. Ừ. Ồ cái này cổ tim luôn mọi người ơi. Cảm ơn. Ở bác xám, tao làm tí. Vậy hả? À, mà hết rồi xám rồi, chút nữa áo đính đá rồi. Xám 65kg mới rồi. Đúng rồi. Rồi 50-55kg bằng đẹp mọi người nghe mấy chị. Nó đang theo 99.000 bộ nghe mấy chị gái ơi. Đẹp á. Rồi 50-55kg bằng đẹp em nè. Rồi chị em lấy chốt mọi người nha. Đó, quá đẹp lắm mấy chị nha. Mã 9. 50-55kg bằng vừa mã 9. Rồi chị Thanh Thanh để chiều em hỏi Thi ra nghe có không rồi chiều ơi. Ghi mã 9 vậy đi. Mã 37. 37 em hết rồi. Rồi đợi em xíu rồi chị nha. Rồi mấy chị 55-60kg bằng đẹp em nè. Ôi ôi mấy chị nghe quần chính mắt nha. Rồi em lấy chốt mọi người nghe, chữ sữa cho chị Lành Trinh. Chữ sữa là bộ anh hai xíu bên đó đó. Ừ. Rồi em lấy comment mấy chị ơi, cái này comment em chữ chữ nâu luôn mấy chị gái nha, nó nâu nâu cam cam mấy chị. 55-60kg bằng đẹp chữ nâu. Lên gì chị, lên gì mà quần dài. Rồi mấy chị gái nghe nè, size 2 nè, 55-60kg bằng đẹp mọi người nghe, ổ này đẹp á. Rồi chứ mã chữ đen. Quần chính đắt mọi người nha. Mã 9 cho chị Lê Lãnh nè, có ghi mã không? Bạn bao nhiêu mạc sữa đó, chốt rồi đó. Vậy hả? Ừ. Hết mã 9 rồi chị ơi. Rồi 55-60kg bằng đẹp mọi người nghe, chữ đen em nè. Chữ đen mấy chị gái nghe, quần chính tắc giùm em đang sale 99.000 bộ mấy chị gái nè. Đó, chị nào lấy chữ đen, comment chữ đen. Chữ đen mọi người nghe, sale 99.000. Thì em ăn lên lộn xộn mọi người ơi. Rồi này chữ cam. Chữ cam em. Ê, hỏi bả rồi, bả lấy màu nè. Không phải với mẹ ơi. Từ từ lên mọi người nghe, nó nằm lộn xộn đây nè. Mấy mẹ này ngồi ở ngoài mấy mẹ quá lùm xùm rồi. Có hai mẹ mà quá lùm xùm rồi. Rồi 55-60kg bằng đẹp mọi người nghe, ồ màu đẹp quá hả? Rồi em lấy comment mã 6 mọi người nghe, mã 6 quần chính tắc nha. Rồi em lấy chốt mọi người nghe. Đợi em xíu rồi chị yêu ơi. Mọi người đừng gấp mấy chị nghe, chị nào gấp quá là mình đợi đó mấy chị. Chứ giờ chỗ em họ giờ hỏi chỗ ngồi đó em mệt chết luôn nè.
Em muốn xỉu luôn mấy chị. Xỉu thì tôi xỉu. Chữ đen cho chị gái hốt trần luôn nè. Chữ đen là chữ tay này đó. Rồi 55-60kg bằng đẹp, mọi người nghe bộ đẹp quá. Bộ này nãy bạn đầu like xuống nhỏ đẹp ghê nè. Rồi mã 6 mấy chị nha, 6 quần chính tắc giùm em nha. Chị lấy chỗ mã 6. Rồi 60-65kg bằng đẹp mã 7 giùm em nè. Mã 7 quần dài mấy chị em, mã 7 quần dài nha. Mã 7 quần dài, ở trong cái bộ đồ nó có mã nào thì đọc mã đó nha bà nội. Đó là đọc chữ cam đó. Rồi 60-65 cái bằng đẹp mọi người nha. Rồi cái mã 4 nè, mã 4 quần dài nè. Đó, 65-67 là vừa nè. Đó, phối giấy nè, ai lấy comment mã 4 giùm em nè. Đó, mấy chị chốt mã là dính nè, 99.000 nha mọi người nha. Rồi nè, mã 7 nè, đẹp không? Mã 6 thì Trần Thảo nè. Mã 4 thì chị Lê Diễm nè. Này mã 7 nè mấy chị nha, này mã 7 nè. Trời ơi, nó đẹp gì đâu. Như vậy. Rồi 50-55 cái bằng đẹp mọi người nha. Chị nào lấy cho em mã hoa cam. Hoa cam đẹp cực kỳ mọi người nha. Đó, quần chính tắc. 50-55 cái bằng đẹp hoa cam giùm em. Chị nào lấy hoa cam, bên hoa cam. Trời ơi, bộ đỏ này đẹp nè. Rồi 50-55 cái bằng đẹp mọi người nha, chứ mã đỏ chữ. Đó, đỏ chữ quần dính đất mọi người nha. Ê, đỏ chữ, comment đỏ chữ. Mã 7 chị Huyền Kim cho số gọi em đi chị yêu. Đâu rồi, kéo rồi. Giấy hả? Trời ơi, coi nè. Trời ơi, khúc này đẹp như vậy. Quá là nhiều giấy à. Rồi 55-60kg bằng đẹp đó chị ha. Quần dính đất nha. Lộn dài. 55-60kg bằng đẹp mã 14. 14 quần dài mọi người nha. Trời xanh bơ đẹp đó nha. Đó, sale đồng giá mọi người 99.000 mã 14. Rồi 55-60kg bằng đẹp mọi người nha. Rồi cái mã cam phối. Cam phối được quần dài luôn. Hoa cam chứ chị Tiết Nga. Rồi 55-60kg bằng đẹp mọi người nghe, chứ mã cam phối giùm em nè, quần dài. Đó, chị nào lấy cam phối comment cam phối, khúc này 60kg nè, cái bà 60kg chốt mất tiêu. Rồi mấy chị ơi, dễ thương không? 60 đâu lại đẹp, mấy chị ơi, mã 1 ngay cái quần này, mấy chị nghe mấy chị bạn như là cái quần ôm vậy đó. Đó, cái này em không có bộ nè, bạn dễ thương mọi người nghe, cái quần bạn ôm, cái áo gọng gọng nha. Quần giải mịn lắm luôn. Rồi lấy mã 1, comment mã 1 giùm em. Đó, 60 đổ lại mọi người nha. Mã số 1, form rộng rộng cực kỳ đẹp luôn, mã 1. Chị thì lấy thêm mã nữa là một hồi em không tìm được mã 7 nha. Đó, mình chắc chốt hàng thì cái việc chốt mà em nghe, còn không là tụi em bỏ qua luôn á chị. Nghĩa là khi mà chị chốt tới cái bộ chân ý nữa là em không tìm được cái bộ mã 7 cho chị đâu. Ok, như ý nha, mã 1 cho chị Xuân Thu nè. Rồi mấy chị ơi, 55-60kg bằng đẹp mọi người nha. Mã 15 giùm em nha. Mã 1 hết rồi chị ơi. Đó, ai lấy 15 chứ 15. 14 chị Trần Thảo. Cam phối cho Trần Thảo luôn. Ừ. Rồi 55-60kg bằng đẹp mọi người nghe, chứ em mã 15. 15 á chị ơi, ai lấy 15 chứ 15 giùm em. 99.000 bộ mọi người nghe đẹp. Ôi ôi coi nè mấy chị. Rồi 60 đó là đẹp mấy chị ơi. 15 cho chị Thí Chuông nè. Rồi ai lấy cái này comment mấy chị em 16 nè. 16 giùm em mấy chị ha. 16 thì cũng quần dài luôn. 60 đổ lại vừa 16 nha. Chị Su Bin muốn gì vậy chị Su Bin? Chị Su Bin là có địa chỉ rồi, chị nào mà có địa chỉ xuống thoại em không có xin lại nha. Đó, chị Su Bin là ở Đức Hòa Long An nè. Ok, một body, một trắng da cho chị, một kích trắng cho chị Như Ý Nguyễn Thị nè. Dạng đen. Vậy. Chị lấy bao nhiêu vàng hay đen chị, rồi lấy bộ này 16 giùm em nè. 60 đó lại vừa 16. Thôi cam ta lấy rồi chị đâu. Ok, kem nám chị biết nha. Qua cam rồi. Mã 16 kìa. 16 thì chị thiếu chương, 16 mới bỏ qua đó. Rồi mấy chị ơi, 50-55 cái bằng đẹp 14 đi ha. Biết nha, đó là kem nám. Ừ.
Rồi lấy 14 chứ 14 giùm em. 14 cho má em ha. Ôi thương mấy nha. 50 60 kg bằng đẹp mọi người nghe chứ mã 107 nè. 99.000 một bộ thôi mọi người nghe mấy chị nghe, thông đẹp cực kỳ luôn. 50 60 kg bằng đẹp 107 giùm em. Đính đá trên ngực luôn, chị em lấy 107 comment 107. Rồi mấy chị gái nha, dễ thương quá. 55 62 kg bằng đẹp mọi người nha. Ok chị Ngọc Nghi nha. Chất mã 23 mấy chị. Ôi 23 này vẫy đẹp quá. Rồi lấy 23 chút 23 giùm em. 55 62 cái bằng đẹp mã 23. Cái bộ này giống như bộ nãy mấy chị, áo phông rộng rộng nè. Rồi. Đẹp mọi người ha. Rồi, cái mã 49 cái gì? 14 nha chị Quỳnh Văn, cái nào xe máy? Cái chị đang cần. Sang ít. 23 chứ mấy chị Sương Thu. Rồi, bộ này mấy chị đẹp quá mã 49 nè. Áo này dạng phông rộng mấy chị gái nghe, quần là bạn như quần ít ghim mấy chị nha. Rồi lấy bộ này comment mấy chị ơi. Đẹp quá. Mã này 49 mấy chị nha, mã 49. Rồi 60 đó là đẹp mấy chị ơi, mã 133. 133 là quần đen nè, dành cho nào thích bằng quần đen lụm. 133 mấy chị ha. Đó, quá xuất sắc luôn. Giải đẹp ghê luôn á trời, bán 99.000, 133. Lỡ xả cho trống mọi người nha. Trời ơi cây này cô tung bệnh luôn á vậy nè. Cây này có lộn cô tung bệnh luôn mọi người nha. Ồ đẹp chưa. Đó, 50 55 cái bằng đẹp mọi người nha. Rồi cô tung bệnh giùm em luôn nè. Trời ơi đẹp ghê, cho quần bệnh quần dài luôn nè. Rồi lấy bộ này comment mã 1. 50 55 cái bằng vừa mã 1, kia mã 1 chị. Cái này đẹp quá. Đã cho trống đi. Rồi 50 55 cái bằng đẹp mã 2. Mã 2 em mấy chị gái nha. Ai lấy 2 chút 2 em nè. Mã 1 hết nha mấy chị. Ôi ôi mấy chị nghe quá đẹp luôn. Mã 2 mấy bộ là bạn đẹp lắm. Có. Chính tắc bao la luôn thanh thân trần ơi, đợi em xíu nè. Ôi ôi mấy chị nghe, 50 55 cái bằng đẹp nha. Rồi cho em mã 3. 133 chị Anh Thư Nguyễn nè. Đẹp lắm á. Mã mấy rồi? Tới mã mấy rồi? Mã 2, mã 3 đó. Rồi mã 3 em nè. Lấy 50 55 cái bằng đẹp, mấy cái này mấy chị bạn đẹp cực kỳ. Lấy không? Mã 1 cho chị Thí Loan. 23 em hết rồi nghe chị Huyền Kim ơi. Rồi 50 55 cái bạn đẹp mọi người nha. Đó. Rồi chớ em lên số điện thoại đi chị. Ủa bộ đen đẹp quá. Lên số điện thoại em đi chị. 50 55 cái bạn đẹp. Ôi bộ đẹp với Tiên. Cái này đâu rồi Tiên? À bán 99.000 giật chữ rồi mọi người ơi. Ôi ôi bộ sắc nách luôn nè. 50 55 cái bạn đẹp mọi người nghe. Rồi chứ em mã 5 nè. Đằng sau có dây kéo mọi người nha. Mấy chị đẹp chưa? Hàng xịn luôn, theo 99 luôn, chơi luôn mọi người nghe. Em giờ làm biến đẹp lắm. Rồi cái quần có dây kéo luôn mọi người nha. Rồi mã mấy rồi? Mã 6. Mã 6. Chị ơi Kiều Chi ơi, 667 nhóc hết trơn hả chị? Rồi 50 55 cái bạn đẹp mọi người nha. Quần dài. Rồi cái mã 41 nè mấy chị ơi. Đó, mã 3 cho chị Kim Diệu nè. No. Bao nào à? Hết rồi chị ơi, mã 3 hết rồi. Mã 4 nè. Còn mã 4 nè, mã 4 chị Thí Loan, mã 3 hết rồi mấy chị yêu ơi. Mã 4 với mã 5. Rồi. Mã 5 cũng lụm rồi. Rồi mấy chị ơi, mã 41 giùm em nha. 50 55 cái bằng vừa mã 41. Ôi ôi. Bộ này còn đẹp lắm nè mấy chị ơi, 50 55 cái bạn đẹp luôn. 50 55 cái bạn đẹp mọi người nha. Rồi mã 7. Màu da nè, quá đẹp luôn. Mã 7 màu da nha. Chị em lấy con anh 7 mới chơi. 7 màu da em nè. Rồi xe nhỏ nó có xe L nè. Mã 41, 41 cho chị còn phải không? 41 cho chị Anh Thư Nguyễn nè. Nè xe L nè người đẹp ơi. 40 đổ lên nha, 55 lại vừa nè, cho em mã số 33 nè. 33 nè, chị đốc kêu rồi, chị gì quên rồi. Anh Sơn Trần. Chính tắc nè ngoại ơi, mã 33. Đẹp không? Đó. 40 55 cái bằng đẹp. Ghi mã 33. Rồi 55 60 cái bằng đẹp, mã 44.
Trần Thảo, lượm Trần Thảo ơi. 55-60kg bằng đẹp, mã 44 mọi người nha. Ôi ôi mấy chị đẹp chưa? Mã 44. Ôi mấy cái này là vải đẹp không mọi người ơi, hàng xịn của em không đó. Ôi ôi mấy chị. Rồi 50-60kg bằng đẹp mọi người nghe. Quần dài mã 55. Quần dài mấy chị gái nha, mã 55 giùm em nè. Ừ, chị nào lấy 55.55, 55 này quần dài. Đi 55. Ồ, đẹp ghê mấy chị nha. Rồi 50-60kg bằng đẹp mọi người, không 50-55 mọi người. 50-55 cái bằng đẹp mọi người nghe, chứ mã 56 quần chính tắc. Ở xanh xanh cằn đâu nè, xe chính tắc xe nhỏ ra ngoài. Ôi ôi lòi hồng này luôn không. Đó 45-55 cái bằng đẹp nè. Rồi chốt liền em mã mấy à? Hồng Phát 57, Hồng Phát chị lấy xe máy hả? Chị Na, Na ha. Chị Na ha ơi, Hồng Phát chị lấy xe máy chị. Mã 44 cho Trần Thảo nè. Ok Thảo. Rồi mấy chị cái cây này cái gì? À ok. Phát 53kg nè, ok chị yêu. Hồng 53kg cho chị ha Na. Na ha. 4x phải không? Ok chị lên Trần đợi em xíu nè. Rồi cái này cái gì tùm lum hết trơn mọi người nghe, xả xả mẹ đi cho nó không sống khúc này coi, để dẹp hoài mấy chị nghe được không? 57 kìa. Ừ, mã 57 thì chị Thanh Sơn Trần. Rồi bộ này mới chơi cô Tâm Thái giùm em nha. 50-62 cái bằng đẹp nè. Ok chị Nguyễn Thanh nha. Rồi bộ này ai lấy chốt mọi người nghe, quá đẹp luôn. 57 Thanh Sơn Trần có rồi. Ok chị Hana nè, Hana ha nè. Rồi bộ này bây giờ sale cho mọi người. Đi luôn nghe mấy chị gái nghe. 65.000. Trời ơi, không có ai bán bộ này cho mấy chị 65.000, tại vì bữa này không có con tiên nè. Ok, à, bữa này không có con thi. Hai bộ đùi 50.000, 50kg cho con gái. Ok. Vừa. Hai bộ đùi đó đó cho chị. Không, 65.000. Cho chị Kim Diệu. Ok chị Diệu Hồng 65 nè. Mấy chị ghi giá tiền giùm em. Ghi giá tiền đi chị, để em vốn không có lộ. Áo khoác 115.000, đẹp lắm. Á, Hồng chị Trinh Đặng hả? Không, chị hơi ôm á. Áo khoác có nón không? Có chị, có áo khoác có nón mà không nón đầy đủ. Rồi mọi người comment giá tiền em nha. Rồi 3D cam em mấy chị sale luôn 65.000. Để mấy chị quên giá. Đó mấy chị. Em sale khúc nào là tính khúc đó mọi người nha. Rồi cam giùm em nè. 65.000 cam 3D luôn. Đẹp thấy ghê chưa? Ừ, cái bộ đen giấy nè. Ôi ôi đẹp chưa mấy chị. Rồi đó chờ thích bận ôm á thì 65 nó lại nha, không thích ôm thì 60kg lại vừa. Rồi đen ngố này em theo cho mọi người 60.000 luôn. Đen ngố 60. 3D cam 65 cho chị Vương Hiếu nè. Rồi đen ngố 60.000, mấy chị còn đen ngố 60. Đen ngố 60 cho chị Nguyễn.